Hộ Hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1311, đó là tôi sủng hạnh trị. Hạ Thiên đứng ở giữa hai chiếc xe, hắn chứng minh cho Dạ Ngọc Mị thấy mình thích thế giới này, cũng quan tâm đến con người ở thế giới này. Lúc này hai tên tài xế cũng choáng váng, bọn họ hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cực kỳ chóng mặt. Khi bọn họ tỉnh táo lại thì trước mặt đã không còn ai, giống như những gì vừa rồi chỉ là giấc mộng. Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đã đi xa, nhưng tranh luận giữa bọn họ còn chưa kết thúc. Thấy không, tôi không giống với chị, cũng chỉ có người đầu óc có vấn đề như chị mới quay về, tôi và thần tiên tỷ tỷ không muốn đến chỗ khốn nạn kia." Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị. "Phải vậy không? Không bằng cậu đi hỏi Nguyệt Thanh nhã, nếu cậu tình nguyện đến Đại Lục Tiên Vân, cô ấy sẽ ở lại đây hay đến Đại Lục Tiên Vân?" Dạ Ngọc Mị cười lạnh. "Đúng là ngược to không náo không hổ danh là bánh bao lớn, trong đầu đều là bột mì. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn dạ Ngọc Mì. Tôi đã sớm hỏi thần tiên tỷ tỷ về vấn đề này, dù chị ấy muốn đi đâu thì tôi sẽ theo đó, nhưng thần tiên tỷ tỷ đã sớm nói, không thích về đại lục tiên vân chết tiệt kia, chị ấy thích sống ở thế giới này. Nếu cô ấy thật sự nói như vậy, cũng vì một nguyên nhân, vì cô ấy biết nếu cậu đến đại lục tiên vân, cậu chỉ còn đường chết. Dạ Ngọc Mì cười lạnh, Tiên môn nếu biết Nguyệt Thanh Nhã bị loại phàm tục như cậu khinh nhờn, dù đuổi giết đến chân trời góc biển cũng sẽ cho cậu chết không toàn thây. Chị nếu tiếp tục nói tôi là phàm nhân, tôi sẽ khinh nhờn chị. Hạ Thiên trừng mắt nhìn dạ ngọc mị, sau đó hắn lắc đầu. Không đúng, sao có thể nói là khinh nhờn, phải là sủng hạnh mới đúng. Cậu, trong mắt đẹp của dạ ngọc mị bắn ra hào quang lạnh như băng, bộ dạng muốn đóng băng Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng đã tỉnh táo và không nói thêm điều gì. Rõ ràng nàng đã hiểu, muốn thuyết phục để Hạ Thiên nhanh chóng mang mình đến địa phương kia là không dễ dàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người tiếp tục đi về phía trước không nhanh không chậm, 1 giờ 1 km, đường đi yên lặng, không ai đến gần Dạ Ngọc Nghị. Tuy cũng có nhiều xe chạy qua và giảm tốc độ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua và bỏ đi ngay. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ sức quyến rũ của bánh bao lớn đã giảm. Nhưng ngay sau đó hắn đã suy nghĩ ra nguyên nhân, vì hắn phát hiện dạ ngọc mị đi khá gần mình, khi cách xa nhất cũng chỉ là 10 mét, đặc biệt có thời điểm nàng đi song song với hắn. Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ đi một mình trên đường, sẽ có người đến gần, nhưng nếu ở bên cạnh người phụ nữ này còn có một người đàn ông, như vậy người bình thường sẽ rất thức thời. Dù sao thì người khác cũng cảm thấy người phụ nữ này là hoa đã có chủ, đồng thời còn có đàn ông ở bên cạnh mà còn tiến lên, như vậy rõ ràng muốn rước lấy phiền toái. Mỹ nữ thì là mỹ nữ nhưng không có vài người thích dính vào phiền phức, dù sao loại người như nghiêm thiên long vẫn chỉ là số ít. Dạ Ngọc Mỹ làm như vậy vì đã phát hiện Hạ Thiên cố ý trêu chọc mình để kéo dài thời gian, nàng không muốn cho hắn tiếp tục có cỡ, vì vậy mỗi lần thấy có người muốn áp sát, nàng đều lập tức đến gần Hạ Thiên một chút. Phương pháp của nàng rất hiệu quả, cả buổi sáng cũng không ai đến làm phiền nàng điều này làm cho hạ thiên có chút buồn bực xem ra hắn cần tìm biện pháp kéo dài thời gian ví dụ như cố ý đi đường dài hơn mình có nên đưa người phụ nữ này đi khắp nước sau đó mới đi đến thành phố nhạc nam hạ thiên thật sự sinh ra ý nghĩ như vậy trong đầu sau đó hắn cảm thấy mình đúng là thiên tài biện pháp như vậy chỉ có thiên tài mới nghĩ ra được mà thôi dù sao thì dạ ngọc mỹ cũng không biết địa điểm cụ thể ở phương nào hắn muốn đưa nàng đến đâu cũng được ư ừ khi hạ thiên đang định áp dụng kế hoạch thì một âm thanh rên rỉ chợt vang lên hắn chính thức giật mình thanh tỉnh sau đó âm thanh rền dĩ cũng trở nên cao vút ơ ư ừ. hạ thiên không khỏi ngẩn ngơ sau đó lại lầm bầm vợ tiểu yêu tinh đúng là hại người đây không phải làm mình càng nhớ đến vợ tóc vàng sao âm thanh rền dĩ kinh tâm động phách này chính là của mộc hàm nhưng cũng không phải là mộc hàm xuất hiện ở đây mà mộc hàm điện thoại đến Tiểu Yêu tinh không biết làm thế nào mà ghi lại âm thanh rền rĩ của Mộc Hàm, sau đó làm ra tiếng chuông điện thoại. Thật ra Hạ Thiên bây giờ cũng không biết chuông điện thoại bị đổi thế nào, nhưng hắn đã tin, Tiểu Yêu tinh thích làm loạn chắc chắn sẽ cho hắn không ít bất ngờ. "Vợ, nghe được âm thanh của chị, tôi nhớ chị quá." Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. "Chồng, tôi cũng nhớ cậu." Mộc Hàm vẫn dùng giọng quyến rũ động lòng người như vậy, nàng không chút nào che giấu tình cảm với Hạ Thiên. Vợ, bây giờ chị vẫn ở chỗ kia sao? Bây giờ tôi rất nhàm chán. Hạ Thiên thật sự rất nhàm chán, vì bây giờ hắn làm không phải thứ mình thích, như vậy sẽ rất chán. Tôi còn ở thủ đô. Mộc Hàm lên tiếng. Đúng rồi, chồng, tôi muốn nói cho cậu biết, tổ đặc biệt kia đã được thành lập, tên là Thiên Đạo Tổ, có ý nghĩa là thay thiên hành đạo, về phương diện khác thì có nghĩa là truy cầu thiên đạo, cậu thấy thế nào? Rất tốt, nên là như vậy. Hạ Thiên cũng cảm thấy không có vấn đề. Tuy Thiên Đạo Tổ vừa được thành lập nhưng tuyến dưới đã có không ít thứ đưa lên, tôi và Mị Nhi đã xem xét, phát hiện không liên quan gì đến người tu tiên, nhưng Mộc Hàm nói đến đây thì có hơi trầm ngâm. Ủa, chồng, nhìn vào hành tung của cậu hai ngày nay hình như đang đến thành phố Nhạc Nam phải không? Đúng vậy, có chuyện gì không? Hạ Thiên mơ hồ có chút không đúng. Có vài vụ án xuất phát từ Nhạc Nam, gần đây có chút tin đồn khá mơ hồ nói có người thấy được thần tiên còn có người thấy quỷ nơi đó còn phát sinh không ít sự việc mưu sát thủ đoạn giết người nơi đó cực kỳ quỷ dị tôi và mị nhi thật sự nghi ngờ nơi đó có người tu tiên làm ác mộc hàm tất nhiên không che giấu hạ thiên nàng nói rõ chi tiết nhưng cậu đã nói hai người tu tiên kia đang ở đâu cự ly của bọn họ đến nhạc nam là rất xa theo lý thì bọn họ sẽ không chạy xa như vậy để đi giết người bây giờ mị nhi cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể vì vậy cô ấy muốn đi qua, cậu thấy thế nào? Tâm tình của Hạ Thiên chợt không xong, hắn chợt nhớ đến một khả năng, lần này sẽ phiền phức lớn. Hắn quay đầu nhìn dạ ngọc mị cách đó không xa, hắn chợt thấy trên gương mặt một người hai ngày nay như khối băng chợt xuất hiện nụ cười. Không hề nghi ngờ dạ ngọc mị cười rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta khó hít thở, nhưng nụ cười của nàng đối với Hạ Thiên cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Vì Hạ Thiên biết, dạ ngọc mị nhất định có thể nghe được những lời của Mộc Hàm, thậm chí cả hai đều nghĩ đến một khả năng chồng sao vậy sao cậu không nói gì cả mộc hàm không nghe thấy âm thanh gì thì chợt có chút buồn bực vợ nói rõ cho vợ mỹ nhi biết đừng quan tâm đến chuyện ở thành phố nhạc nam tôi sẽ xử lý hạ thiên suy nghĩ rồi nói mộc hàm có chút bất an chồng có phải có gì không đúng không tôi vẫn chưa xác định được đợi sau khi có tin tức sẽ báo cho chị tôi phải đến nhạc nam ngay hạ thiên nhanh chóng nói à được chồng vậy tôi chờ tin tức của cậu mộc hàm đồng ý hạ thiên suy nghĩ rồi nói thêm vợ gửi tư liệu về những vụ án ở thành phố nhạc nam cho tôi à được tôi sẽ gửi cho cậu mộc hàm đồng ý hạ thiên cúp điện thoại rồi nhìn dạ ngọc nghị này bánh bao lớn chúng ta phải chạy nhanh lên không đợi dạ ngọc nghị đáp lời Hạ Thiên biến thành một cái bóng nhàn nhạt chạy về phía trước. Dạ Ngọc Mị nở nụ cười nhạt, nàng cũng không chậm, cũng hóa thành cái bóng theo sát Hạ Thiên. Bánh bao lớn, chị vui vẻ như vậy là sao? Tình nhân của chị đến sao? Hạ Thiên chạy một lát thì dùng giọng bất mãn hỏi. Thấy Mỹ nữ cười là một chuyện rất hay, nhưng Hạ Thiên nhìn dạ Ngọc Mị cười thì biết đó là chuyện xấu, ít nhất thì Hạ Thiên cũng cho là như vậy. Chỉ sợ là tình nhân của Nguyệt Thanh nhã đến. Dạ Ngọc Mị vẫn cười, nụ cười khuynh nước khuynh thành, dùng những lời như vậy để miêu tả nụ cười của nàng vẫn chưa đủ. Nếu một người không biết lai lịch mà nhìn vào nụ cười của Dạ Ngọc Mị, nhất định sẽ điên đảo tâm thần, thậm chí nửa đời sau sẽ không có hứng thú với những phụ nữ khác. Nhưng Hạ Thiên thấy nụ cười của nàng, so sánh với biểu hiện lạnh như băng trước kia, hắn thấy dù nàng tỏ ra băng lạnh cũng còn đẹp hơn khi cười như thế. Chị đừng vụ oan cho thần tiên tỷ tỷ, chị ấy chỉ có một người đàn ông không có tình nhân. Hạ Thiên bất mãn nói, hắn muốn đánh cho người phụ nữ này một trận, nhưng nếu đánh nàng bị thương thì phải chữa trị, lại vướng víu khi chạy đến thành phố Nhạc Nam. Vì hắn quyết định sau này sẽ trả nợ sau. Dạ Ngọc Mị không nói thêm điều gì, nàng chỉ cười, nàng đến thế giới này được 20 năm, nàng không nhớ mình đã từng cười khi nào. Nhưng bây giờ nàng cười liên tục, đơn giản là nàng thấy ánh sáng mặt trời, không chỉ là ánh sáng quay về đại lục tiên vân, còn có thể báo thù Hạ Thiên, giống như nàng thấy được tương lai khốn nạn của Hạ Thiên. chương 1312, tổ chức không ai đắc tội được. Hạ Thiên không nói gì, chỉ là càng chạy càng nhanh, hắn cũng không phải phi hành trên không, tuy bay lên không sẽ nhanh hơn, nhưng vấn đề là hắn chưa từng đến thành phố Nhạc Nam. Hắn đã từng xem qua địa đồ, biết rõ đi theo quốc lộ sẽ đến, nếu bay trên không sẽ chẳng biết rõ phương hướng. Hạ Thiên càng chạy càng nhanh, Dạ Ngọc Mỹ bắt đầu không cười nổi, vì nàng phát hiện tốc độ của mình so ra kém Hạ Thiên. Chưa đến một lúc sau nàng đã bị Hạ Thiên bỏ xa cả ngàn mét, nếu cứ như vậy thì bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bị Hạ Thiên bỏ rơi. Bánh bao lớn, nhanh lên. Âm thanh của Hạ Thiên từ phương xa truyền đến, hắn cũng không giảm tốc độ chờ dạ Ngọc Mỹ. Dạ Ngọc Mỹ không nói gì, nàng chỉ tiếp tục chạy vội, nhưng nàng cũng nhanh chóng phát hiện khoảng cách giữa hai bên đang ngày càng kéo giãn, chỉ một lát sau Hạ Thiên sẽ biến mất trong tầm mắt của nàng. Nhưng âm thanh của Hạ Thiên lại truyền đến, tuy hai người cách nhau rất xa nhưng âm thanh vẫn rõ ràng truyền vào tai dạ ngọc mị. Bánh bao lớn, nếu chị cầu tôi, tôi sẽ cố ôm chị đến thành phố Nhạc Nam, nếu không tôi đến Nhạc Nam trước, đến lúc đó không tìm thấy tôi cũng đừng trách. Dạ Ngọc Nghị vẫn không nói gì, nàng chờ tăng tốc, làm cho khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại 500 mét, hơn nữa nàng luôn bảo trì khoảng cách này. À, Người phụ nữ chết tiệt này vẫn có chút lợi hại. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn cũng không tiếp tục tăng tốc, tuy có chút vội vàng đến thành phố Nhạc Nam nhưng cũng không gấp đến mức độ như vậy. Thực tế bây giờ hắn có gấp cũng vô dụng, nếu thật sự như những gì hắn suy đoán, dù bây giờ hắn đến thành phố Nhạc Nam cũng không thể nào thay đổi được vấn đề. Huyện Mộc Dương cách thành phố Nhạc Nam hơn 300 km, Nhạc Nam lại chính là thành phố lớn thứ hai tỉnh Giang Nam, khá gần với tỉnh thành của Giang Nam là một thành phố có hơn 6 triệu dân, Nhạc Nam tuy nhỏ hơn một chút so với Giang Hải nhưng nói về phương tiện cũng không có tranh lệch, dù là kiến trúc thành phố hay bất kỳ vấn đề gì khác, thật ra cũng không có khác biệt rõ ràng. Thật ra trước nay trị an của thành phố Nhạc Nam đều không tệ, tuy các vụ án ăn cắp đánh nhau thỉnh thoảng vẫn phát sinh nhưng hướng vụ hung sát là rất ít. Bình thường thì vài tháng có một vụ là xem như nhiều, ít nhất ở số liệu ghi chép của cảnh sát là như vậy, năm trước toàn thành phố Giang Hải có chưa đến 30 vụ án mạng, nhưng một địa phương trước nay một năm chỉ có khoảng 30 vụ án mạng lại chợt có hơn 10 vụ án mạng trong một tháng, người bị hại có đủ già trẻ nam nữ, độ tuổi dưới 20 và trên 70 đều có. Thân phận của người bị hại cũng không có bất kỳ điều gì giống nhau, có kẻ bán rong ven đường, nhân viên nhà nước, có giáo sư đại học, thậm chí còn có học sinh. Trong số mười mấy người chết thì phần lớn là người thành phố Nhạc Nam, chỉ có hai du khách từ bên ngoài mà thôi. Nửa tháng mà xảy ra hơn 10 vụ án mạng, điều này thật sự là áp lực rất lớn cho Cục Công an và chính quyền thành phố Nhạc Nam, dù tin tức còn chưa được truyền bá rộng, nhưng Cục Công an tỉnh đã phái người xuống đốc thúc xử án, nhanh chóng tìm cho ra hung thủ. Nhưng đến bây giờ thì vụ án vẫn chưa có tiến triển, theo điều tra xâm nhập, nhân viên phát hiện vụ án càng ngày càng mơ hồ. Trong mười mấy vụ án khi phát sinh đều có người làm chứng, nhưng chứng cứ chính xác từ bọn họ cũng không có trợ giúp gì, ngược lại còn làm cho nhân viên tra án cảm thấy khó khăn. Tôi nhìn thấy một người mặc trường bào màu xanh như người cổ đại, trong tay hắn chợt bắn ra thứ gì đó, sau đó người kia bị giết. Tôi thấy một tiên nữ, tên Lưu Manh kia định đùa giỡn tiên nữ, vì thế bị tiên nữ giết. Tôi thấy một nữ quỷ mặc quần áo trắng. Căn cứ vào những từ ngữ mơ hồ như vậy, nhân viên phá án thật sự không biết nên điều tra thế nào, còn vấn đề màn hình giám sát giống như hoàn toàn không có tác dụng, căn bản không thấy người bị hại chết như thế nào, giống như đột nhiên đột tử vậy. Những vụ điều tra nhanh chóng đi vào tử lộ, nhân viên phá án được cục công an tỉnh điều xuống đốc thúc phá án phải xin sự giúp đỡ của cục, mà cục công an tỉnh tiếp tục hướng lên tuyến trên xin giúp đỡ. Cuối cùng vụ án này được một tổ chức thần bí tên là Thiên đạo tổ tiếp nhận, nghe nói tổ chức này chuyên điều tra những vụ án không thể tưởng. Điều làm cho đám cảnh sát thành phố Nhạc Nam thở dài chính là nghe nói có một người của Thiên đạo tổ sẽ đến vào tối nay, sau đó vụ án sẽ do Thiên đạo tổ tiếp nhận. Tất nhiên cảnh sát thành phố Nhạc Nam phải phối hợp điều tra. Tuy người của Thiên đạo tổ còn chưa đến nhưng đám cảnh sát thành phố Nhạc Nam đã sắp xếp rất tốt, tổ trọng án của thành phố tạm thời giao cho người của Thiên đạo tổ làm lãnh đạo, mà những lực lượng cảnh sát khác của thành phố Nhạc Nam chỉ cần ra lệnh một tiếng cũng sẽ được điều động bất cứ lúc nào. Đây cũng là mệnh lệnh của cục công an tỉnh, không cần đắc tội với người kia của Thiên đạo tổ, đó là một người đàn ông tên Hạ Thiên. Lúc này trong cục công an thành phố Nhạc Nam Tổ trưởng tổ trọng án Điền Bác Phong đang đợi Hạ Thiên đến, nhưng hắn cũng không đợi được Hạ Thiên đến, vì trước đó có một nữ cảnh sát chạy đến. Đây là một nữ cảnh sát chân dài eo thon, hơn 20, không những có dáng người nóng bỏng, gương mặt cũng rất xinh đẹp, đủ để coi là hoa hậu cảnh sát. Cùng đi với cô gái này còn có cục trưởng cục công an thành phố, là người trong tộc của Điền Bác Phong tên là Điền Hạo, nữ cảnh sát này thật sự có thân phận bất phàm. Anh Điền đây là trưởng khoa hào phỉ phỉ của ban tuyên truyền cục công an tỉnh, cô ấy sẽ tạm thời tham gia vào tổ trọng án, sau khi người của thiên đạo tổ xuống, cô ấy sẽ phụ trách chiêu đãi, tổ trọng án các anh phải phối hợp công tác với trưởng khoa hào. Điền Hạo giới thiệu sơ lược về địa vị của nữ cảnh sát này cho Điền Bác Phong. Chào trưởng khoa hào. Điền Bác Phong khách khí chào hỏi với hào phỉ phỉ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thì ra là nữ cảnh sát của ban tuyên truyền, hèn gì xinh đẹp như vậy. Nhưng hắn không hiểu rõ, đây là một vụ án hình sự, vì sao phải đưa một nữ cảnh sát ban tuyên truyền đến? Anh là tổ trưởng điền tổ trọng án phải không? Cục trưởng Điền đã giới thiệu về anh với tôi rồi. Hào phỉ phỉ nở nụ cười ngọt ngào với Điền Bác Phong, có vẻ cực kỳ quyến rũ, sau đó nàng rỗi bàn tay trắng nõn ra nắm chặt tay Điền Bác Phong. Tổ trưởng Điền, hy vọng anh đừng chú ý, tôi đến đây chủ yếu là vì muốn làm tốt công tác tiếp đãi vị tổ trưởng Thiên Đạo tổ tên là Hạ Thiên kia tôi sẽ không can thiệp vào công tác tra án, mà Cục Công an tỉnh cũng không phải lo lắng năng lực phá án của các anh, chỉ là lo lắng các anh không cẩn thận đắc tội vì tổ trưởng hạ kia, như vậy Cục Công an tỉnh cũng không đảm đương nổi. Trường Khoa Hào, Chủ tịch vẫn chờ tôi báo cáo, tôi sẽ đi trước, nếu cô có gì cần nói, cứ trực tiếp liên hệ với Điền bắc Phong, hắn sẽ sắp xếp tốt cho. Vị cục trưởng Điền Hạo kia nhanh chóng lấy cớ bỏ đi, vì vậy trong phòng làm việc này chỉ còn lại Hào Phỉ Phỉ và các thành viên tổ trọng án trường khoa hào, chỉ biết vị hạ thiên của thiên đạo tổ kia khi nào thì đến không. Điền bác phong không nhịn được phải hỏi một câu, dù là thiên đạo tổ hay tên đàn ông hạ thiên, đều là những thứ mà điền bác phong mới được nghe qua. Điều này, tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng anh ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hào phỉ phỉ lắc đầu nói. Tên Hạ Thiên sao tôi nghe thấy quen quen. Một nữ cảnh sát tổ trọng án nói thầm một câu tôi cũng thấy có chút quen tai hình như đã nghe qua ở đâu đó một nam cảnh sát cũng phụ họa một câu hào phỉ phỉ lộ ra nụ cười quyến rũ các người cảm thấy quen tai cũng không có gì là lạ bây giờ anh ta là một danh nhân bây giờ có ba ngôi sao nổi tiếng đều có xì căng đan với anh ấy á à, thì ra là anh ta hèn gì thấy quen quen một nữ cảnh sát chợt ồ lên thì ra là tên hạ thiên mà trước kia làm xôn sao cư dân mạng tôi cũng thấy quen không phải đấy chứ tên kia là tổ trưởng thiên đạo tổ sao có người nói thầm một câu rõ ràng người này cũng biết hạ thiên là ai vì trên mạng truyền đủ mọi thông tin mà dù là người thường thì sẽ thích những tin vịt như vậy chỉ cần biết đến sợ rằng sẽ có lúc nghe nói đến cái tên hạ thiên tất nhiên kẻ từng nghe qua cái tên hạ thiên và biết hạ thiên là ai thật ra là hai việc hoàn toàn khác nhau đó chính là hoa hoa công tử có thể giúp chúng ta phá án sao nữ cảnh sát trước đó cũng lầm bầm Xin hỏi chị tên gì? Hào Phỉ Phỉ lúc này hỏi nữ cảnh sát một câu. Tôi là Vương Hà, là nữ cảnh sát duy nhất của tổ trọng án. Nữ cảnh sát kia có chút tự hào. Hào Phỉ Phỉ nhìn Vương Hà rồi mỉm cười. Tôi không biết tra án cũng không biết Hạ Thiên có thể tra án hay không, nhưng tôi phải nói cho chị biết, không nên xem thường Hạ Thiên. Tôi sở dĩ đến đây cũng vì nguyên nhân này, thượng cấp không lo lắng đến vụ án, mà lo các người không cẩn thận đắc tội với Hạ Thiên. Đến lúc đó không riêng gì các người gặp phiền phức, cả cục công an tỉnh cũng gặp phiền phức. Hào phỉ phỉ có hơi dừng lại rồi nói thêm. Tôi hy vọng bất kỳ ai cũng không nói như vậy nữa. À, đến khi Hạ Thiên đến, tôi phụ trách tiếp đái, các anh phụ trách nghe lệnh. Nếu có ý kiến gì có thể nói cho tôi biết, không cần nói với Hạ Thiên. Điên bác Phong không khỏi nhíu mày, hắn nhịn không được phải hỏi. Trường Khoa Hào, chỉ có thể nói cho tôi biết, vị tổ trưởng thiên đạo tổ kia có lai lịch gì được không? Tôi không biết." Hào phỉ phỉ lắc đầu. "Tôi chỉ biết Thiên đạo tổ mới lập được 3 ngày nhưng là tổ chức không ai có thể đắc tội, mà Hạ Thiên là tổ trưởng của tổ chức này. Cục công an tỉnh cũng không ngờ anh ấy sẽ đích thân đến đây, vì thế mới vội vàng cử tôi đến, sở trường của tôi là đặc biệt chú ý đến quan hệ giao tế, điều chúng ta cần coi trọng nhất lúc này chính là làm tốt quan hệ với Hạ Thiên." Chương 1313: Chống lại nhân viên công quyền. Mọi người nghe được lời nói của Hào Phỉ Phỉ thì chợt ý thức được địa vị to lớn của Hạ Thiên, điều này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Cục công an tỉnh còn đặc biệt phái một nữ cảnh sát xinh đẹp đến, rõ ràng muốn làm tốt quan hệ với Hạ Thiên. Trường Khoa Hào, chị yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp công tác. Điền Bác Phong lúc này cũng hiểu, vấn đề thật sự không phải có thể đùa giỡn. Hào phỉ phỉ cười ngọt ngào, trong đầu vẫn không thể không vang lên lời nói của một vị trưởng bối. Nếu cháu có thể trèo lên Hạ Thiên, vậy nửa đời sau sẽ chẳng ai dám trêu chọc cháu, nhưng dù cháu rất đẹp nhưng có lẽ Hạ Thiên sẽ không vừa ý với cháu. Nhớ kỹ nhé, nếu Hạ Thiên vừa ý cháu, như vậy cũng đừng từ chối, mà nếu hắn không vừa ý cháu, như vậy cháu cũng đừng nhảy ra quyến rũ hắn, như vậy sẽ tự làm mình mất mặt mà chẳng được gì. Tuy Hào phỉ phỉ rất tin tưởng vị trưởng bối của mình nhưng cũng không hoàn toàn tin lời, gần đây ánh mắt của nàng rất cao, cũng có tự tin rất lớn nàng cảm thấy nếu mình thật sự muốn quyến rũ một người đàn ông, nhất định đối phương sẽ chạy không thoát. Vì vậy nàng đã có một tính toán, nếu tên đàn ông Hạ Thiên kia thật sự đáng giá để nàng quyến rũ, nàng sẽ nhất định phải thử. Hạ Thiên vừa tiến vào thành phố Nhạc Nam thì âm thanh rên rỉ quyến rũ của Mộc Hàm lại vang lên, khi nghe điện thoại thì hắn cũng hiểu, vợ tóc vàng trước nay luôn giỏi sắp xếp tất cả, bây giờ đã cơ bản sắp xếp thỏa đáng những gì hắn sắp làm ở Nhạc Nam giống như lần trước hắn đến thành phố thuộc đô, lần này hắn chỉ cần đến cục công an thành phố nhạc nam như vậy sẽ có được sự giúp đỡ lớn. xem ra mình lại phải ngồi taxi. Hạ Thiên lầm bầm, hắn định đến cục công an thành phố trước. bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là đưa Dạ Ngọc Mị đi tìm phương pháp quay về, mà nhanh chóng xác định xem có phải có người tu tiên ở thành phố nhạc nam hay không. hắn không quen thuộc thành phố này, vì vậy nên mượn tính năng siêu cấp của xe taxi. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa, gọi xe taxi cũng không dễ dàng gì, Hạ Thiên đứng 10 phút ven đường cũng không vẫy được một chiếc taxi, vài chục chiếc xe chạy qua đều có người. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu, gọi một chiếc taxi cũng khó khăn vậy sao? Lại một chiếc taxi chạy qua, điều làm cho Hạ Thiên buồn bực chính là trên taxi không có khách, nhưng ngoắc tay thì đối phương bỏ chạy còn nhanh hơn. Hừ, đến chiếc taxi kế tiếp, dù bên trên có người hay không, mình nhất định sẽ phải lên xe hạ thiên đưa ra quyết định khi hạ thiên định cướp một chiếc taxi thì cuối cùng cũng có xe dừng lại bên cạnh hạ thiên kéo cửa xe ngồi lên dạ ngọc mỹ cũng phối hợp leo lên xe thực tế thì bây giờ vẻ mặt dạ ngọc mỹ có chút khó coi cũng không phải là tức giận mà căn bản có hơi tái lại có chút đỏ ửng bất thường đi đâu lúc này tài xế taxi hỏi cục công an thành phố hạ thiên trả lời đến cục công an thành phố tôi không đi các người xuống xe tài xế taxi nói này có bệnh không Hạ Thiên đợi xe taxi cả nửa ngày cuối cùng mới có một chiếc dừng lại bây giờ người ta nói không đi hắn rất bất mãn mau lái xe nhiều lời ăn đòn như xương tôi nói không đi tôi sẽ lập tức giao ban anh có thể tố cáo tôi không sợ tài xế taxi cũng lớn tiếng đừng đùa với ông ông đích sợ ầm uhm. Hạ Thiên vỗ tay lên kính phòng hộ kính vỡ nát thằng ngu ai tố cáo chú mày, mau lái xe cho anh, không thì anh đập nát đầu. Hạ Thiên rất mất hứng, nếu không cần lái xe, hắn đã ném đối phương ra đường rồi. Vẻ mặt tên tài xế taxi chợt như màu đất, cũng không dám nói gì, tranh thủ khởi động xe, ngoan ngoãn chạy đi. Khi thấy xe chạy đi, Hạ Thiên cũng không nói thêm điều gì, mà dạ ngọc mị cũng nhắm mắt, dựa lưng ra ghế, bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần. Bánh bao lớn, biết cái gì được gọi là vì sĩ diện mà khổ thân không? Hạ Thiên nhìn dạ ngọc mị. Bây giờ chị chính là như vậy, thương thế nặng rồi sao? Có muốn tôi giúp điều trị không? Dạ Ngọc Mị thật ra luôn bị thương nhưng trước đó cố gắng dùng công lực ngăn chặn, có thể nói vì nàng đuổi theo Hạ Thiên mà đã giải phóng công lực áp chế vết thương, kết quả là nàng miễn cưỡng đuổi kịp hắn, nhưng tình hình thương thế thêm nặng. Dạ Ngọc Mị vẫn nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không chú ý đến Hạ Thiên. Với tình hình vết thương của chị, dù nghỉ ngơi cũng vô dụng, điều tức cũng không có tác dụng quá lớn chỉ cần cầu tôi tôi sẽ giúp chị một lần hạ thiên lại mở miệng đáng tiếc là dạ ngọc mị vẫn không quan tâm đến hạ thiên hạ thiên vốn rất lo lắng vấn đề người tu tiên giết người cũng không có tâm tình đùa giỡn với dạ ngọc mị bây giờ hắn thấy nàng không phối hợp cũng mất hết tâm tình dứt khoát không nói gì vì thế mà xe taxi trở nên an tính nửa giờ sau xe taxi dừng lại trước cổng cục công an thành phố nhạc nam Bây giờ là giữa trưa, cũng có không ít cảnh sát ra vào. Tên tài xế taxi thấy Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị chui ra khỏi xe thì cũng chạy ra hô lớn. "Cứu mạng, cứu, cướp, cướp, bọn họ là cướp." Tên tài xế vừa hô lớn vừa chạy về phía đám cảnh sát, rõ ràng hắn không suy xét vì sao hai tên kia biết sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn đi đến đây. Gần đây đám cảnh sát thành phố vì 10 vụ hung án mà cảm thấy cực kỳ căng thẳng, phải biết rằng những vụ án kia không còn là vấn đề của một tổ là của tất cả cục công an, ai cũng bận rộn vì nó. Bây giờ chợt nghe thấy có người hô cướp, vì vậy mà đám cảnh sát vừa đi ăn cơm về chợt rút súng, nhưng bọn họ còn chưa biết ai là cướp thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thằng ngu này cần ăn đòn. Trước đó Hạ Thiên đã muốn đánh người này, nhưng nghĩ đối phương có nhiệm vụ dẫn đường, vì vậy hắn cũng không ra tay, đợi đến đây sẽ đi làm việc chính quan trọng hơn. Nào ngờ tên khốn này lại hô hắn là cướp kết quả là hắn không khách khí chạy theo đối phương, liên tục đấm đá, mãi đến khi đối phương liên tục gào lên thảm thiết. Dừng tay! Làm gì vậy? Mau dừng tay! Đám cảnh sát sau vài giây sững sốt thì kịp phản ứng, bọn họ gào lên, chĩa súng vào người Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản không quan tâm, hắn đá tên tài xế thêm vài cái, sau đó chừng mắt nói với đám cảnh sát. Này, tôi không thích bị người ta cầm súng chĩa vào người. Mau buông súng! Một âm thanh duyên dáng nhưng có chút lo lắng chợt vang lên, ngay sau đó một nữ cảnh sát duyên dáng xinh đẹp chân dài chạy ra, cùng đi với nàng còn có một tên cảnh sát hơn 30 tuổi. Đám cảnh sát đều biết tên cảnh sát kia là ai, chính là tổ trưởng tổ trọng án Điền Bắc Phong, còn nữ cảnh sát xinh đẹp kia là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. "Mau hạ súng." Điền Bác Phong quát lớn. Đám cảnh sát nghe Điền Bác Phong nói như vậy thì hạ súng, nhưng trong lòng bọn họ thật sự có chút mê hoặc tên khốn đánh người trước cục công an là thần thánh phương nào. Nữ cảnh sát xinh đẹp chính là Hào Phỉ Phỉ, nàng vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Thiên rồi khách khí hỏi. Anh là tổ trưởng Hạ sao? Tôi là Hào Phỉ Phỉ, phụng mệnh đến hợp tác với anh. Hào Phỉ Phỉ. Hạ Thiên nhìn Hào Phỉ Phỉ. À, vậy cô đưa tôi đi gặp Điền Bắc Phong. Tổ trưởng Hạ, tôi chính là tổ trưởng tổ trọng án Điền Bắc Phong. Điền Bắc Phong vội vàng đi đến rồi khách khí nói. Vậy thì được, dẫn đường, tôi muốn đến xem những thi thể người bị hại. Hạ Thiên muốn xem thi thể, hắn muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ, như vậy có thể xác định có phải người tu tiên ra tay hay không. Không có vấn đề, tổ trưởng Hạ, chúng tôi sẽ lập tức đưa anh đi. Hào Phỉ phỉ vội vàng đón lời, sau đó nàng nhìn Dạ Ngọc Mị sau lưng Hạ Thiên, ánh mắt không khỏi ngây ngốc. Tổ trưởng Hạ, vị này là Hào phỉ phỉ vừa khiếp sợ vì vẻ đẹp của dạ ngọc mị vừa buồn bực, không phải chỉ nói có một người đến thôi sao? Bây giờ sao lại là hai? À, là nha hoàn của tôi. Hạ thiên tùy tiện cho dạ ngọc mị một thân phận giả. Dạ ngọc mị cũng không phản đối, nhưng hào phỉ phỉ càng thêm mơ hồ, thời này còn nha hoàn sao? Cũng may hào phỉ phỉ rất thức thời, nàng cũng không tiếp tục lên tiếng. Điên bác phong ở bên cạnh lại hỏi. Tổ trưởng hạ, hắn phạm tội gì? có cần bắt lại không à thằng ngu này dám chống lại nhân viên công quyền hạ thiên thuận miệng nói không cần quan tâm đến hắn đưa tôi vào xem thi thể trước chống lại nhân viên công quyền một đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau chỉ là như vậy mà thôi cần đánh ác liệt vậy sao con mẹ nó tên tài xế bực mình thầm mắng sau đó vì tức giận mà hôn mê tổ trưởng hạ mời điên bác phong lúc này nói một câu với hạ thiên sau đó đi phía trước dẫn đường đến phòng thi thể. Vài phút sau, Hạ Thiên, Dạ Ngọc Nghị, Hào Phỉ Phỉ và Điền Bác Phong đã ở trong phòng thi thể, ba thi thể được bày ra. Tổ trưởng Hạ, có cần xem báo cáo khám nghiệm tử thi không? Điền Bác Phong không nhịn được phải hỏi. Không cần. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra thi thể đầu tiên, Hạ Thiên nở nụ cười, kiểm tra thi thể thứ hai thì nụ cười không còn đến khi kiểm tra thi thể thứ ba thì vẻ mặt đã khó coi, còn dạ ngọc mị ở bên cạnh thì nở nụ cười. Hạ Thiên mất một giờ để kiểm tra hết 13 thi thể, cuối cùng hắn nhìn Điền Bác Phong rồi mở miệng dò hỏi. Trong đây người bị chết sớm nhất là hai ngày trước, trong hai ngày qua còn thi thể nào không? chương 1314, Thần Sơn Tổ trưởng Hạ, hai ngày qua tạm thời không xuất hiện thi thể nào, thật ra 13 thi thể này đều có 9 thi thể phát hiện trong 3 ngày trước, có thể thấy hung thủ bắt đầu khống chế số lượng người bị giết. Điên Bác Phong trả lời. Thi thể kia không liên quan đến những vụ giết người này, vì đối phương bị bệnh chết. Hạ Thiên chỉ vào một cổ thi thể trước mặt, sau đó chỉ vào một thi thể nữ. Người này cũng không liên quan, đây là vụ án giết người bình thường, chúng độc chết, để cho người khác điều tra đi. Chúng độc, Điên Bác Phong có chút sững sờ. Nhưng tổ trưởng Hạ, kết quả kiểm tra không nói bị trúng độc, chết vì bị chụp bao ni lông vào đầu, không thể thở. Đó là sau khi chết, không ai biết vụ án này vì vậy muốn giá hỏa. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Anh cho Pháp Y kiểm tra đi, tôi không nhìn lầm, tuy ngoài người này thì còn hai người nữa bị đánh bể đầu, nhưng chỉ có cô ấy bị người ta dùng gậy đánh chết, hai người khác bị người ta dùng tay đánh chết, hơn nữa đầu dập nát, hoàn toàn không giống. Dùng tay đập nát đầu người. Điền Bác Phong tỏ ra khiếp sợ. Nhưng, tổ trưởng hạ điều này sao có thể người bình thường sao có thể làm được nếu là người bình thường thì tôi đến đây làm gì hạ thiên tức giận nói có tin tôi chỉ cần vỗ một cái là nát đầu anh ra không điền bác phong chợt cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu tên hạ thiên này quả nhiên không phải là người thường không dễ tiếp xúc tổ trưởng hạ anh đừng giận tổ trưởng điền chẳng qua chỉ không hiểu anh lợi hại thế nào mà thôi Hào phỉ phỉ lúc này cũng chen lời, cố gắng giữ hòa khí. Sau khi thấy dạ ngọc mị thì hào phỉ phỉ căn bản bỏ qua kế hoạch quyến rũ Hạ Thiên, vì nàng cuối cùng cũng hiểu, vì sao vị trưởng bối kia nói cho nàng biết, Hạ Thiên căn bản sẽ chẳng vừa ý mình. Vì nếu so sánh với dạ ngọc mị, nàng phát hiện mình chẳng thể so sánh với vịt con xấu xí, mà nàng cũng phát hiện, sau khi Hạ Thiên thấy mình thì căn bản không thèm quan tâm, rõ ràng Hạ Thiên không có hứng thú với nàng. Không hiểu thì hỏi ít thôi. Bây giờ Hạ Thiên thật sự có tâm tình không tốt, dù có hai người chết vì tình huống bình thường, nhưng 10 người còn lại chết bất thường, trong đó có 7 người bị người ta dùng một trường đánh chết, hai đầu người vỡ nát, năm người thủng ngực, không riêng gì xương ngực đứt gãy, nội tạng cũng nát bấy. Đây tuyệt đối không phải là người thường có thể làm được, vì vậy hắn cơ bản đã xác định được hung thủ, đó là người tu tiên, điều duy nhất không thể xác định chính là đối phương là người tu tiên trên thế giới này, hay là từ đại lục tiên vân đến ngoài bảy người chết vì bị đối phương dùng tay tấn công bốn người còn lại đều chết dưới kiếm cũng đều vì một kiếm mà mất mạng nhưng hung khí là một cây kiếm rất nhỏ trực tiếp xuyên thủng cổ họng 11 một người chết dưới hai phương pháp khác biệt mà hạ thiên còn từ trong thi thể tìm được chút chân khí còn sót lại mà có chân khí này càng làm tâm tình của hắn trở nên không xong vì hắn có thể xác định hai hung thủ đều là hai kẻ tu tiên trước khi đến đây thì thần tiên tỷ tỷ từng nói không thể cho dạ ngọc mị quay về đại lục tiên vân vì nếu dạ Ngọc Nghị quay về, phiêu miểu tiên môn chắc chắn sẽ biết được vị trí của Nguyệt Thanh Nhã từ trong miệng của dạ Ngọc Nghị, đến lúc đó phiêu miểu tiên môn nhất định sẽ phái người đến tìm. Thần tiên tỷ tỷ có nói cho hắn biết, tuy bây giờ công lực của hắn đã rất tốt nhưng dù sao đám người kia cũng tu luyện cả trăm năm, thậm chí còn vài trăm năm, trước mặt bọn họ thì dù là thần tiên tỷ tỷ hay hắn cũng không có phần thắng. Lúc đó Hạ Thiên đã quyết định, dù là thế nào cũng không cho thần tiên tỷ tỷ quay về đại lục tiên vân, nhưng dù là hắn hay thần tiên tỷ tỷ, trước đó đều không cho rằng sẽ có người của Phiêu Miểu Tiên môn theo chân thần tiên tỷ tỷ đến nơi này, dù sao 20 năm qua cũng chưa từng có người của Phiêu Miểu Tiên môn xuất hiện nơi đây. Nhưng bây giờ ở thành phố Nhạc Nam này chợt xuất hiện hai kẻ tu tiên, Hạ Thiên không thể không hoài nghi, có lẽ là người của Phiêu Miểu Tiên môn đến. Mà hắn cũng hiểu, uy hiếp của đám người Phiêu Miểu Tiên môn thật sự mạnh hơn bất kỳ ai khác nếu bọn họ tìm được thần tiên tỷ tỷ thì chắc chắn sẽ đưa đi mà hắn thì không cho phép chuyện đó xảy ra dù là phiêu miểu tiên môn hay cái quái tiên môn nào khác dám cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi đi tôi sẽ cho bọn họ biết tay hạ thiên thầm nói hắn phải nhanh chóng tìm được hai gã tu tiên này còn phải tìm được con đường xuyên việt hắn phải hủy diệt con đường kia không cho bất kỳ kẻ nào tiếp tục đến đây tổ trưởng hạ có phải ngài đã biết hung thủ là ai rồi không hào phì phì lúc này không khỏi hỏi một câu không biết hạ thiên trả lời rất dứt khoát hắn thật sự không biết đối phương là ai hạ thiên suy nghĩ rồi nhìn điền bác phong hỏi các anh có biết bộ dạng của hung thủ thế nào không có hình của bọn họ không không điền bác phong cẩn thận trả lời chúng tôi cũng không biết bộ dạng của hung thủ thậm chí là nam hay nữ cũng không thể xác định hung thủ có hai người một nam một nữ Trang phục của bọn họ khác với chúng ta, khá giống như cổ trang. Anh cần cho người dò xét, nếu thấy người như vậy thì nhớ rõ không chọc giận bọn họ, báo cho tôi ngay lập tức. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi còn phải đi đến một nơi, các anh mau tìm người, tìm được thì nhanh chóng điện thoại cho tôi. Vâng, tổ trưởng Hạ. Hào phỉ phỉ đồng ý, sau đó chủ động hỏi. Anh muốn đi đâu, có muốn chúng tôi dẫn đường không? Có, tôi muốn đến một chỗ tên là Thần Sơn. Hạ Thiên dù có địa đồ nhưng dù sao cũng chưa từng đến chỗ này, tự mình đến sẽ rất chậm, bây giờ hắn hy vọng mình đi nhanh lên, tất nhiên cần có người dẫn đường. Được, tổ trưởng Hạ, anh chờ chút, tôi sẽ đi sắp xếp. Hào Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi đi. Vài phút sau Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đã rời khỏi cục công an, một chiếc xe cảnh sát chờ bọn họ ngoài cửa, Hào Phỉ Phỉ nhiệt tình kéo cửa xe cho bọn họ sau khi đợi hai người lên xe thì nàng cũng đích thân ngồi ở vị trí tay lái phụ, rõ ràng nàng muốn đích thân đi theo, còn lái xe chính là một vị cảnh sát quen thuộc Thần Sơn trong cục công an. Thần Sơn cũng không phải núi gì cao, thực tế chỉ là một ngọn đảo ở trong hồ nước lớn nhất thành phố Nhạc Nam, là Hồ Nguyệt Lạc, trên đảo có nhiều ngọn núi lớn nhỏ, tất cả được gọi chung là Thần Sơn. Cục công an cách Thần Sơn khá xa, cũng có hơi kẹt xe, vì vậy mà một giờ sau bọn họ mới đến Hồ Nguyệt Lạc. Tổ trưởng Hạ, đó là Thần Sơn, nhưng bây giờ chúng ta cần phải ngồi thuyền đi qua. Sau khi xuống xe thì Hào Phỉ Phỉ chỉ vào một hòn đảo có thể mơ hồ thấy được ở phương xa, nàng nói với Hạ Thiên. Hào Phỉ Phỉ dừng lại một chút rồi không nhịn được phải bổ sung. Có hai người bị hại sau khi đi du lịch từ Thần Sơn về, có lẽ có liên quan đến Thần Sơn. Không cần ngồi thuyền, các người quay về, có tin tức gì cứ báo cho tôi, tôi đã để lại số điện thoại rồi. Hạ Thiên nhìn hòn đảo ở phương xa, sau đó nhảy lên, đạp sóng mà đi. Hào phỉ phỉ chợt trợn mắt há mồm, nàng không nhìn lầm đấy chứ. Tên cảnh sát lái xe cũng choáng váng, đây là người sao? Hào phỉ phỉ thấy dạ ngọc mị cũng đạp sóng đi về phía trước, nàng cuối cùng cũng hiểu mình không nhìn lầm. Mà tên cảnh sát lái xe cũng xác định, hai người này không phải người, đúng là thần tiên, hèn gì muốn đến thần sơn cái gọi là thần sơn thực chất chỉ là mười mấy ngọn núi lớn nhỏ thực tế ngọn núi cao nhất chỉ là vài trăm mét cũng không tính là núi cao lúc này ngọn núi cao nhất trong dãy thần sơn gọi là thiên thần đỉnh lúc này hạ thiên và dạ ngọc mị đang đứng ở đỉnh núi thiên thần đỉnh đỉnh núi này bằng phẳng thậm chí còn có những nhân công sắp xếp ghế gỗ ở đây lúc này thần sơn là một khu du lịch mỗi ngày đều có không ít du khách bây giờ trên đỉnh thiên thần đỉnh ngoài hạ thiên và dạ ngọc mị thì có bốn năm du khách khác nơi này cũng không có gì đặc biệt. Hạ thiên lầm bầm, ngọn núi này cũng là bình thường, muốn nói đặc biệt thì núi nơi đây hơi thấp, dù thế nào cũng không phải là địa điểm xuyên Việt được. Nhưng trước khi đến đây thì Hạ Thiên đã từng nhiều lần xem qua địa đồ của thần tiên tỷ tỷ, lần đầu nàng xuất hiện thật sự là chỗ này. Chính là chỗ này sao? Dạ Ngọc Mị không nhịn được phải hỏi một câu, bốn năm du khách đều nhìn về phía nàng, vì thật sự không có biện pháp, giọng nói của nàng quá lạnh lẽo, nhưng không những làm người ta lạnh gáy mà còn sợ hãi. Hạ thiên mặc kệ dạ ngọc mị, hắn tiếp tục tìm kiếm ở ngọn núi này, hầu như dùng chân ấn lên phần rìa đỉnh núi, đáng tiếc là hắn thất vọng, hắn vẫn không có thu hoạch, căn bản không phát hiện ra điều gì khác thường. Cả buổi chiều hạ thiên đi trên dãy núi thần sơn, lúc đầu hắn xem xét thiên thần đỉnh, sau đó bắt đầu xem xét những ngọn núi nhỏ xung quanh, cuối cùng hắn kiểm tra tất cả, thậm chí từng tấc đất cũng được xem xét, chẳng có thu hoạch gì. Hắn căn bản không tìm thấy con đường xuyên việt giữa hai thế giới, thậm chí còn không thấy dấu vết kẻ nào xuyên việt đến. Khi Hạ Thiên quay về Thiên Thần Đỉnh một lần nữa thì đã là buổi tối, lúc này ngoài hắn chỉ có Dạ Ngọc Nghị, đám du khách tất nhiên đã đi từ sớm. "Này, bánh bao lớn, có tìm được gì không?" Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Nghị, hắn không nhịn được phải hỏi. Khác biệt với Hạ Thiên, Dạ Ngọc Nghị cứ đứng mãi trên đỉnh núi, điều này làm cho Hạ Thiên nghi ngờ, có phải đã phát hiện được điều gì? Nếu không thì sao đối phương không đi tìm mà chỉ đứng ngây ra? Chương 1315, cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Tôi có tìm được gì hay không, đều không cần cậu quan tâm. Dạ Ngọc Nghị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu còn lạnh hơn cả ánh mắt. Cậu đã đưa tôi đến đây, cậu bây giờ có thể đi, cậu về báo cáo với Nguyệt Thanh Nhã hay tìm đám người phiêu miểu tiên môn vừa đến cũng tốt, không liên quan đến tôi. Này bánh bao lớn sao chị biết người của phiêu miểu tiên môn đến hạ thiên không khỏi hỏi tất nhiên tôi biết dạ ngọc mị vẫn dùng giọng lạnh băng nói tôi quen thuộc phiêu miểu tiên môn hơn cậu nhiều đương nhiên vì người của phiêu miểu tiên môn là kẻ địch của chị nhưng nghe tôi nói này bánh bao lớn dù thật sự là người của phiêu miểu tiên môn đến chị cũng không cần vui sướng như vậy hạ thiên lười biếng hỏi chẳng lẽ chị không cảm thấy bọn họ gặp sẽ giết chị đấy chứ dù không giết cũng sẽ bắt chị lại bọn họ muốn tìm nguyệt thanh nhã cậu nên lo lắng vấn đề của bọn họ thì hay hơn dạ ngọc mỹ cũng không thèm nhìn hạ thiên bánh bao lớn tôi vốn định không quản chuyện của chị nhưng bây giờ tôi có chút lo lắng nếu lỡ may đám kia thật sự là người của phiêu miểu tiên môn như vậy bọn họ gặp phải chị không phải rất phiền sao hạ thiên nhìn dạ ngọc mỹ đừng tưởng tôi không biết ý nghĩ của chị nếu chị gặp được bọn họ, nhất định chị sẽ bán đứng thần tiên tỷ tỷ, như vậy bọn họ có thể tìm đến thần tiên tỷ tỷ. Tôi sẽ không bán đứng cô ấy. Dạ Ngọc Mỹ nhìn Hạ Thiên, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng có vài phần chê cười. Tôi chỉ biết cứu vớt cô ấy mà thôi. Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào dạ Ngọc Mỹ, sau đó hắn mở miệng nói. Bánh bao lớn, tôi nên xử lý chị mới đúng. Muốn giết thì đã sớm làm rồi, không phải cậu không có cơ hội. Dạ Ngọc Nghị lạnh lùng nói, rõ ràng nàng căn bản không sợ uy hiếp của Hạ Thiên. "Nhưng tôi giết chị thì thần tiên tỷ tỷ sẽ mất vui." Hạ Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Ngọc Nghị, vẻ mặt khá chân thành. "Vì vậy trước khi xử lý những kẻ có phải đến từ Phiêu Miểu Tiên môn kia, chị phải theo tôi." "Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi." Dạ Ngọc Nghị nói mà có chút phẫn nộ, cho đến bây giờ còn chưa từng có kẻ nào quản được nàng. Hạ Thiên chợt ra tay, hắn đánh về phía dạ ngọc mị, bàn tay phải chộp về phía ngực nàng. Vẻ mặt dạ ngọc mị chợt biến đổi, nàng nhanh chóng lui về phía sau, sợi tơ hắc sắc cũng nhanh chóng cuốn về phía hạ thiên. Hạ thiên cũng không tránh né, bàn tay vẫn nhắm vào hai cái bánh bao lớn của dạ ngọc mị, điều này làm cho dạ ngọc mị cảm thấy xấu hổ và tức giận, tên khốn kia lại dùng chiêu thức hạ lưu như vậy. Một bàn tay trong suốt nghênh đón bàn tay của Hạ Thiên, dạ ngọc mị chợt phát hiện thân pháp của mình so ra kém xa hắn, tên khốn kia tấn công với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của nàng. Lúc này nàng chẳng những không thể nào né tránh, bàn tay vô sỉ kia đã liên tục tiếp cận ngực nàng, không thể né tránh thì chỉ có thể ngăn cản mà thôi. Nhưng lúc này Hạ Thiên chợt biến mất rất quỷ dị, hắn nhanh chóng chụp về phía cổ tay của dạ Ngọc Nghị, khi nàng cảm thấy không đúng, muốn tránh thì đã không còn kịp nữa rồi. Hơn 10 sợi tơ hắc sắc đã cuốn lấy cánh tay của Hạ Thiên, nhưng cũng thời gian đó cổ tay trắng nõn của dạ ngọc mị đã rơi vào sự khống chế của hắn, một dòng khí nóng lạnh chạy khắp người nàng, dùng khí thế khó thể ngăn cản để bùng ra. Lúc này dạ ngọc mị chợt cảm thấy không còn chút khí lực nào, giống như toàn thân bị một loại cấm chế đặc thù ngăn chặt, cuối cùng nàng không thể nào sử dụng được chút chân khí nào. Lúc này mười sở tơ hắc sắc của nàng đã không còn được chân khí khống chế, tất cả tự nhiên rũ xuống, căn bản không thể nào tạo nên bất kỳ thương tổn gì cho hạ thiên bánh bao lớn tôi nói chị phải theo tôi chị đã không nghe lời như vậy tôi cũng chỉ còn cách dùng thủ đoạn cưỡng chế mà thôi hạ thiên thu tay lại rồi dùng giọng không nhanh không chậm nói cậu làm gì tôi dạ ngọc mỹ cắn răng nói không có gì giống như lúc trước chị phong bế công lực của tôi bây giờ tôi cũng phong bế công lực của chị hạ thiên lười biếng nói bây giờ nếu chị muốn đi như vậy thì cứ tự nhiên nhưng một người phụ nữ xinh đẹp như chị sau khi mất đi công lực mà đi trên đường sẽ có hậu quả gì, không cần tôi nói thì chị cũng hiểu rõ. Đến lúc đó sợ rằng chị sẽ bị vô số phàm nhân xem thường và kinh nhờn. Vô sỉ. Dạ Ngọc Mỹ cắn răng mắng. Vì thần tiên tỷ tỷ, tôi có thể vô sỉ một chút, thật ra đây cũng là vì tốt cho chị. Thần tiên tỷ tỷ nói tôi cần chăm sóc chị cho tốt, nếu đã phải chăm sóc thì chị nên đi theo tôi, nếu là chị đi mất, tôi sao có thể chăm sóc cho chị. Vì vậy, Tuy tôi dùng vài thủ đoạn cưỡng chế nhưng thần tiên tỷ tỷ nhất định sẽ đồng ý. Hạ Thiên không cho là đúng, rõ ràng hắn không biết làm vậy có gì không đúng, nếu thần tiên tỷ tỷ có mặt ở đây, hơn phân nửa sẽ đồng ý với cách làm này của hắn. Dạ Ngọc Nghị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, bộ dạng hận không thể giết chết hắn, nhưng nàng cũng không nói thêm điều gì, vì nàng biết rõ, dù mình nói gì cũng không thay đổi được sự thật. Nàng biết rõ, dưới tình huống hiện tại, bên cạnh tên khốn nạn này nàng thật sự rất an toàn, nếu không, bây giờ nàng trói gà không chặt mà chạy ra ngoài, sẽ có kết cục rất bi thảm. Trông trông, có điện thoại kia. Chuông điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Đây là số điện thoại của người lạ, chồng có thể không nhận máy, cũng có thể đợi một chút, tiểu yêu tinh đang xem xét vị trí, bây giờ sẽ đếm ngược, 10, 9, 8. Chuông điện thoại của tiểu yêu tinh thật sự làm cho Hạ Thiên không biết nói gì hơn, hắn cũng không lập tức tiếp điện thoại mà tiếp tục nghe đếm ngược. 3 2 1, điện thoại đến từ số 133 đường Bắc quận Bắc thành phố Nhạc Nam, là số thuộc về Điền Bác Phong, đang tìm tư liệu về Điền Bác Phong. Hạ Thiên nghe đến đó thì không chút do so dự, hắn trực tiếp nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì? Tổ trưởng Hạ, tôi là Điền Bác Phong tổ trọng án, tôi bây giờ đang ở. Điền Bác Phong vừa nói đã khai báo thân phận, Hạ Thiên mất kiên nhẫn cắt lời. Tôi biết rồi, có chuyện gì? Vâng. Tổ trưởng Hạ, chúng tôi phát hiện ở chỗ này phát sinh án mạng, là quận Bắc thành phố Nhạc Nam. Điền Bác Phong nhanh chóng nói, sau đó chưa nói hết câu thì Hạ Thiên đã cắt ngang lời. Tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó hắn đẩy những sợi tơ về phía dạ ngọc mị, làm cho những sợi tơ tiếp tục quấn quanh người nàng như bình thường. Cuối cùng hắn vung tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, vòng eo mềm mại, điều này làm cho tâm tình của Hạ Thiên có chút sao động, ôm eo của người phụ nữ chết tiệt này có cảm giác rất tốt. Thả tôi ra. Dạ Ngọc Mỹ muốn vùng vẫy, rất tiếc không có tác dụng, vì vậy chỉ có thể phẫn nộ quát lớn. Tất nhiên dạ Ngọc Mỹ có quát cũng không có tác dụng, Hạ Thiên hoàn toàn mặc kệ nàng, trực tiếp bay xuống thiên thần đỉnh, bay qua hồ Nguyệt Lạc. Hắn đang định đi tìm taxi chạy đến đường Bắc quận Bắc thì chợt phát hiện chiếc xe cảnh sát đưa bọn họ đến lúc giữa trưa vẫn còn đứng ở vị trí cũ, vì vậy hắn bay xuống bên cạnh. Tổ trưởng Hạ, anh đã quay lại. Hào phỉ phỉ hầu như vẫn còn đứng chờ, khi thấy Hạ Thiên quay về thì nàng thật sự vui mừng. Hạ Thiên kéo cửa xe, trước tiên đẩy dạ Ngọc Nghị vào, sau đó cũng lên xe, hắn mở miệng. Đến 133 đường Bắc, quận Bắc. Hào phỉ phỉ cũng bận rộn lên xe, sau đó nói ngay. Đi mau. Chiếc xe cảnh sát khởi động rất nhanh, chỉ mất hơn một phút sau Hạ Thiên đã đến địa điểm phát hiện án. Nhưng địa điểm phát hiện án này chính là một khu thương mại đang xây dựng, ở dưới tầng trệt cũng chính là bãi đậu xe. Tất nhiên lúc này bãi đậu xe đã căn bản không có xe, vì trung tâm thương mại này còn chưa được sử dụng, người bị hại là một người đàn ông chưa đến 30, cổ họng bị đâm xuyên, một kiếm mất mạng. Tổ trưởng Hạ, chúng tôi không động vào hiện trường, chờ anh đến xem. Khi thấy Hạ Thiên xuất hiện, Điền Bác Phong lập tức dùng giọng khách khí nói, bây giờ hắn đã biết Hạ Thiên có năng lực siêu phàm. Hạ Thiên đơn giản kiểm tra người bị hại, sau đó hắn thở ra. Cuối cùng cũng có tin tức tốt. Điên bác phong trợt ngây người, có người chết mà tin tức tốt. Hào phỉ phỉ cũng ngây ra, nàng cẩn thận hỏi. Tổ trưởng Hạ, anh biết thân phận của hung thủ sao? Không phải. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi chỉ biết bọn họ còn đang ở thành phố Nhạc Nam, đây là tin tức tốt với tôi. Đối với Hạ Thiên thì đây là một tin tức tốt vì nếu đối phương thật sự đến từ phiêu miểu tiên môn, như vậy hắn mong muốn giải quyết tất cả ở nhạc nam này. Điền Bác Phong và Hào Phỉ Phỉ thật sự không biết nói gì, đây là tin tức tốt sao. Đối với bọn họ thì khác, bọn họ chỉ ước sao hung thủ không có mặt ở đây mà thôi. Tổ trưởng Hạ, bây giờ chúng ta nên làm sao? Điền Bác Phong có chút trần trừ, cuối cùng cũng mở miệng. Các anh tiếp tục tìm hung thủ, bọn họ đã giết người ở đây, như vậy nhất định từng xuất hiện ở chỗ này. Các anh có thể hỏi người hoặc xem camera, trang phục của bọn họ rất kỳ quái, sẽ dễ dàng phát hiện ra thôi." Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, nếu đối phương đến từ phiêu miểu tiên môn, như vậy cách ăn mặc sẽ khác biệt. Tất nhiên nếu bọn họ là người tu tiên tồn tại ở thế giới này mới có thể ăn mặc như người bình thường, nhưng nếu như vậy thì Hạ Thiên không cần lo, người tu tiên ở thế giới này căn bản không tạo nên uy hiếp với hắn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi tiếp tục, "Các anh tiếp tục đi tìm tôi muốn đi ngủ một giấc, thuận tiện cũng ăn vài món. Sẽ có đại chiến, sẽ đến không lâu sau, Hạ Thiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không đến lúc đánh nhau mà đói bụng thì cũng không hay. Tổ trưởng Hạ, tôi đã đặt khách sạn cho anh, trong đó có nhà hàng, nếu không tôi đưa anh đi nhé. Hào phỉ phỉ vội vàng nói. Trường 1316, trong khách sạn nghe được tiếng kêu cứu mạng. Có người sắp xếp sẵn khách sạn, tất nhiên Hạ Thiên sẽ không từ chối, Hắn nhanh chóng mang theo Dạ Ngọc Mị rời khỏi địa điểm phát án, đi đến khách sạn 5 sao mà Hào Phỉ Phỉ đã đặt cho bọn họ. Nơi đây tên là khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, nghe danh đã biết ở rất gần Hồ Nguyệt Lạc. Chẳng qua gần Hồ Nguyệt Lạc nhưng lại xa cục công an thành phố, Hào Phỉ Phỉ vốn định tìm khách sạn cho Hạ Thiên ở gần cục công an thành phố, nhưng vấn đề là ở gần đó không có khách sạn gì tốt, nếu so ra thì Hồ Nguyệt Lạc chính là một khách sạn 5 sao gần cục công an thành phố nhất. Hạ Thiên rất hài lòng với khách sạn này thậm chí ngay cả dạ Ngọc Mỹ cũng tương đối hài lòng với nơi này, vì nơi đây gần thần Sơn. Điều làm cho nàng không hài lòng chính là phải cùng Hạ Thiên ở cùng một chỗ, Hào Phỉ Phỉ thậm chí cho rằng phải đặt cho bọn họ một phòng trang mật, vì trong mắt Hào Phỉ Phỉ và những người khác, dạ Ngọc Mỹ nhất định là nữ nhân của Hạ Thiên. Mà Hào Phỉ Phỉ cũng ở khách sạn này, nàng ở cùng tầng với Hạ Thiên. Nàng vốn đến đây không phải tra án, chỉ là vì muốn chiêu đãi tốt Hạ Thiên, tất nhiên nàng muốn ở gần hắn một chút. Nếu hắn đồng ý thì nàng hoàn toàn có thể tiến vào trong phòng hắn. Nhưng đáng tiếc là Hạ Thiên không có hứng thú với Hào Phỉ Phỉ, dù đối với không ít người thì nàng là một nữ cảnh sát xinh đẹp, tuyệt đối là đối tượng đáng giá thu phục. Nhưng đối với Hạ Thiên thì Hào Phỉ Phỉ kém quá xa cảnh sát tỷ tỷ, nhắc đến nàng cũng không làm hắn sinh ra cảm giác gì, nếu có thì cũng chỉ là nhớ lãnh băng băng mà thôi. Sau khi lên gian phòng, Hạ Thiên nhanh chóng đi xuống lầu, đi vào nhà hàng ở lầu 1. Đây là tiệc đứng Hạ Thiên chưa ăn gì cả ngày, tất nhiên sẽ không khách khí, dùng từ ngữ ăn như sói như hổ cũng không đủ để miêu tả, thật sự là gió cuốn mây tan. Cùng Hạ Thiên đi dùng cơm có cả Hào Phỉ Phỉ và Dạ Ngọc Nghị, cả hai đều có biểu lộ khác nhau, Hào Phỉ Phỉ thì sướng sờ mà Dạ Ngọc Nghị thì cảm thấy xem thường. Tên khốn nạn kia thật sự không có chút phong độ nào, phàm nhân đúng là phàm nhân, ăn một bữa cơm cũng tục như vậy. Dạ Ngọc Nghị tất nhiên cũng ăn phải thừa nhận là lúc ăn thì nàng làm người ta sinh ra cảm giác cực kỳ yêu nhã và thục nữ. Nàng tất nhiên đã sớm thích ứng với thực vật của thế giới này, dù sao nàng cũng đã đến đây được hơn 20 năm, 20 năm qua nàng bỏ phần lớn thời gian ở Tống Gia trong thủ đô, nhưng thật ra nàng cũng nhiều lần rời khỏi Tống Gia. Thực tế dù nàng khinh thường thế giới này nhưng thực tế trong lúc vô tình đã sát nhập vào nó, tất nhiên nàng sẽ không thừa nhận. Hạ Thiên ăn như vậy thật sự làm cho đám nhân viên phục vụ khách sạn cảm thấy quái dị, tên này chẳng lẽ ăn để gỡ gạc tiền phòng. Nhưng tiền phòng thật sự không rẻ, một tối hơn một ngàn, nếu muốn ăn để gỡ gạc lại thì đúng là không dễ dàng. Phải biết rằng đừng nghĩ đây là khách sạn 5 sao mà tiệc đứng có chất lượng cực cao, thực chất cũng chỉ bình thường mà thôi, nói trắng ra là có thể giúp thực khách lấp đầy bụng mà thôi, muốn ăn nhiều cũng không khả năng thu lợi. 10 phút sau dạ ngọc mị thật sự không thể không đổi bàn, vì nàng thấy cùng ăn với hạ thiên quá mất mặt. 10 phút sau hào phỉ phỉ cũng không chịu nổi, nàng chạy đến ngồi sát bên dạ ngọc mị, nàng thấy chiêu đãi tốt dạ ngọc mị cũng khá hay. 10 phút sau nhân viên phục vụ khách sạn đã có vẻ không chịu nổi, đã không có món mới được đưa lên. Tiệc đứng ở chỗ này cũng không quá lớn. Hạ Thiên nhìn người mấy bàn thức ăn bị mình ăn sạch mà cảm khái nói một câu. Vài tên nhân viên phục vụ thiếu chút nữa thì ói máu, tiệc đứng chỗ này thật sự không quá lớn nhưng cũng không đến lượt một tên khốn như Hạ Thiên có thể nói, vì nếu không lớn sao hắn ăn được nhiều như vậy. Đi thôi, chúng ta về phòng ngủ. Hạ Thiên cuối cùng cũng đứng lên đi ra nhà hàng, lúc này đám nhân viên phục vụ cũng thở ra, nhìn thời gian thì vẫn chưa đến 9 giờ, theo lý thì tiệc đứng sẽ còn mở hơn nửa giờ nữa. Bọn họ bây giờ có chút lo lắng, bắt đầu cầu nguyện không nên có khách đến, nếu không thì thật sự xấu hổ vì chẳng còn gì để ăn. Hào Phỉ Phỉ vốn có ý nghĩ muốn tìm cơ hội mời Hạ Thiên một bữa cơm, trong lòng cũng có tính toán lát nữa quay về sẽ tìm địa điểm ăn tiệc đứng tốt nhất thành phố Nhạc Nam, nếu không thì một bữa cơm sẽ làm nàng phá sản. Tuy theo lý nàng có thể trả, nhưng nếu một bữa cơm mà nàng phải trả hơn vài chục ngàn, nhất định người ta sẽ cho rằng nàng tham ô. Khi Hạ Thiên đứng đợi thang máy, thang máy bên cạnh mở cửa, hai nam một nữ đi ra. Hai người đàn ông khá cao lớn, chăm chú đi theo sau lưng một cô gái, chỉ cần nhìn qua là biết hai tên kia là vệ sĩ, nhưng nếu thật sự quan sát, sẽ thấy hai tên kia giống như giám thị cô gái. Cô gái kia vừa đi ra đã đảo mắt nhìn khắp nơi, giống như tìm thứ gì đó, khi thấy Hào phỉ phỉ mặc đồng phục cảnh sát thì ánh mắt láo liên, định há miệng nói gì đó, nhưng ngay sau đó nàng giống như nghĩ ra điều gì đó, lời nói đến bên miệng thì lập tức thu về. Hai người đàn ông cao lớn cũng dùng ánh mắt hung ác nhìn cô gái, giống như muốn uy hiếp, một người đàn ông khẽ nói: "Đi mau, đừng nhìn loạn." Cô gái ăn mặc khá đẹp, rất quyến rũ, nhưng bây giờ ánh mắt của nàng có chút khổ sở. Lúc này nàng thấy được Hạ Thiên ở bên cạnh Hào phỉ phỉ thì trong mắt có chút mơ hồ, sau đó nàng chợt kinh ngạc, sau đó lại cực kỳ vui mừng, nàng há miệng nói lớn. "Hạ Thiên, Hạ Thiên, cứu mạng, cứu mạng á." Cô gái vừa hô lên vài câu thì bị bịt kín miệng, sau đó hai tên đàn ông chụp lấy vai nàng kéo ra ngoài khách sạn. Cô gái vùng vẫy nhưng rõ ràng yếu hơn hai tên đàn ông, vì thế giấy rựa cũng không hiệu quả. Mà ngạc nhiên chính là bảo vệ khách sạn nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng không quan tâm, giống như hai bên không liên quan. Những nhân viên phục vụ và khách dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, rõ ràng không ai muốn động vào phiền toái. Đứng lại, một tiếng kêu khẽ vang lên, người lên tiếng đầu tiên là Hào Phỉ Phỉ, dù sao nàng cũng thấy tình huống có chút không đúng. Sau khi nghe đối phương gọi Hạ Thiên, rõ ràng là quen Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình nên quản, vì mới hô lên rồi chạy đến nhưng hai tên đàn ông kia không có ý muốn dừng lại, chỉ sau nháy mắt đã kéo cô gái kia ra khỏi khách sạn, đẩy cô gái vào một chiếc xe dừng sẵn trước cổng khách sạn. "Đừng xen vào việc của người khác." Một người đàn ông giống lên với Hào Phỉ Phỉ. "Mau buông cô gái ra." Hào Phỉ Phỉ quát lên, nàng không biết cô gái kia có quan hệ thế nào với Hạ Thiên, nhưng đối phương đã nhận ra Hạ Thiên, chắc chắn có chút quan hệ. Hơn nữa nàng tuy không dám nhận mình có tinh thần trọng nghĩa, nhưng nàng là một nữ cảnh sát khi thấy một cô gái bị hai tên đàn ông bắt cóc, nàng cũng không thể không quan tâm. Hai tên đàn ông cao lớn vẫn không quan tâm đến hào phỉ phỉ, bọn họ nhét cô gái lên xe, sau đó đóng cửa xe. Lúc này xe đã sớm khởi động, bọn họ lập tức nhấn ga, lái xe chạy đi, không ai hỗ trợ. Nhưng xe vừa chạy được 10 mét thì chợt dừng lại, hào phỉ phỉ chợt kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, kinh hồn. Nàng lo lắng vì thấy Hạ Thiên đứng trước mũi xe, nàng sợ hắn bị thương, mà nàng mừng rỡ vì phát hiện hắn không bị thương, còn chặn được chiếc xe lại chỉ dùng một tay mà thôi. Chỉ thấy Hạ Thiên tùy ý đặt tay lên đầu xe, chiếc xe không thể đi tới được nửa phân, dù lái xe không ngừng dẫm chân ga nhưng thật sự không có hiệu quả. Ầm, um, một tiếng nổ lớn vang lên, Hạ Thiên vỗ tay trái xuống đầu xe, đầu xe hõm xuống, xe cũng không còn hoạt động, rõ ràng hắn đã vỗ hư chiếc xe. Thật lợi hại. Hào phỉ phỉ dù đã thấy khinh công của Hạ Thiên nhưng vẫn không ngờ bàn tay có sức mạnh như vậy. Ước hiếp phàm nhân không xem là giỏi. Âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Hào phỉ phỉ, thì ra là dạ ngọc mị trợt xuất hiện. Hào phỉ phỉ cười ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ, hình như hai bên có mâu thuẫn thì phải. Cút xuống cho tôi. Hạ Thiên lúc này hô lên một câu, đến lúc này hắn cũng không nhớ đối phương là ai, nhưng đối phương đã biết hắn, lại gọi cứu mạng như vậy rất có thể là một cô em nào đó bên vợ. Không cần Hạ Thiên lên tiếng, đã có tên đàn ông mở cửa xe lao về phía hắn. Nhưng tên đàn ông vừa đến trước mặt Hạ Thiên thì đã bị đá văng lên trời, sau đó rơi xuống nệ lên kính chắn gió, kiếm vỡ nát. Tài xế xe đã chạy ra, xem như tránh được. Một kiếp, nhưng hắn cũng chỉ tránh được một lần mà thôi, cũng không được hai lần. Hạ Thiên lại tung đá, người này bị đá văng lên trời, sau đó rơi xuống nện lên kính chắn gió. Lúc này đã không còn kính, vì vậy hắn rơi vào hôn mê. Hạ thiên, cứu tôi, tôi là, á. Cô gái lại gào lên nhưng lại kêu thảm thiết. chương 1317, rốt cuộc cô là ai? Dừng tay. Hào phỉ phỉ lúc này mới chạy đến kéo cửa xe, sau đó vẻ mặt nàng chợt biến đổi. Tên đàn ông trong xe đang cầm dao găm đâm vào ngực cô gái, lúc này ngực cô gái đầy máu, rõ ràng trước đó đã bị đâm một đao. Giết người diệt khẩu. Dù là kẻ ngốc cũng biết người đàn ông kia đang làm gì. Hào phỉ phỉ tốt xấu gì cũng hiểu rõ điều này. Nhưng làm cho Hào phỉ phỉ cảm thấy bất đắc dĩ chính là trên người mình không có súng. Nếu nàng có súng, nhất định sẽ không do dự mà cho đối phương một viên đạn. Á. À, khi Hào phỉ phỉ đang cực kỳ căng thẳng thì chợt nghe thấy tiếng kêu đau đớn. Sau đó nàng chợt phát hiện tên đàn ông chợt ngất đi. Trong tầm mắt của nàng xuất hiện một người. Khi thấy Hạ Thiên thì Hào phỉ phỉ cuối cùng cũng thở ra. Nhưng ngay sau đó lại căng thẳng. Tổ trưởng Hạ, cô ấy bị thương, anh trước tiên nghĩ biện pháp giúp cầm máu, tôi sẽ gọi xe cứu thương. Không cần gọi xe cứu thương, để tôi. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, không không di động cô gái, trực tiếp đâm ngân châm lên người đối phương. Khi thấy châm pháp thành thạo của Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ chợt ngẩn ngơ, vị tổ trưởng Hạ thần bí này là thầy thuốc sao? Khi Hào Phỉ Phỉ thấy miệng vết thương trên ngực cô gái đã cầm máu, đồng thời thấy vẻ mặt tái nhợ của cô gái dần trở nên hồng hào, nàng chợt ý thức được, vị tổ trưởng hạ này không phải chỉ đơn giản là thầy thuốc, rõ ràng là một thần y. Lúc này Hào phỉ phỉ mới hiểu, vì sao trước đó vị trưởng bối kia nói, nàng chỉ cần trèo lên người hạ thiên thì nửa đời sau sẽ không còn gì sầu lo, thì ra người đàn ông này quá phi phàm. Hạ thiên thu hồi ngân châm, sau đó hắn nhìn cô gái và hỏi. Này, rốt cuộc cô là ai? Tôi hình như không biết cô, còn nữa, mà tôi cảm thấy cô có hơi quen mặt nhưng thật sự không biết cô là ai tôi tôi còn sống không cô gái kia lúc này tỉnh lại nàng nhìn sao sao gờ ngực của mình nàng sờ sờ và cảm thấy không đau sau đó mới nhớ đến tin đồn về hạ thiên nàng chợt hiểu hạ thiên cảm ơn anh cứu tôi cô còn chưa nói mình là ai hạ thiên có chút không vui nói tôi là thẩm vân là bạn học của liễu vân anh chúng ta đã từng gặp năm trước ở hồ bắc Lần đó còn có cô cô của Liễu Vân Anh, anh còn nhớ không? Cô gái dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên, nàng có chút vội vàng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái tự xưng là Thẩm Vân một lúc lâu, sau đó hắn khẽ gật đầu. Nhưng cô có khác biệt rất lớn so với trước đó, không giống như trước. Hạ Thiên chỉ gặp Thẩm Vân này một lần duy nhất, chỉ có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tất nhiên nàng là bạn học của Liễu Vân Anh, mà Liễu Vân Anh là em ruột của Liễu Vân Mạn đồng thời còn là cháu của Liễu Mộng. Hắn nhìn vào mối quan hệ như vậy mà giúp Thẩm Vân một lần cũng không có vấn đề, nhưng hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, sao Thẩm Vân lại chạy đến đây? Hạ Thiên nghĩ vậy thì hỏi một câu. Không phải cô đang học ở thành phố Giang Hải sao? Thế nào lại chạy đến đây? Còn nữa, cô bị bắt cóc sao? Ủa, gần đây cô giống như thay đổi nhiều bạn trai thì phải. Hạ Thiên không hỏi thì tốt, hắn vừa hỏi thì Thẩm Vân chợt khóc giống lên. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hào Phỉ Phỉ ở bên cạnh chợt mở miệng hỏi. Thẩm Vân vẫn khóc, cũng không nói có chuyện gì xảy ra. Tổ trưởng Hạ, nếu không thì tôi sẽ điện thoại cho cục công an bên kia, để bọn họ phái vài người đến xử lý vụ này. Hào Phỉ Phỉ khẽ trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Được, để bọn họ đến xử lý đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, Thẩm Vân này dù sao cũng không có quan hệ đặc biệt với hắn, mà hắn cũng không quan tâm nhiều. Không không cần, đừng báo cảnh sát. Thẩm vân chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng, tuy vẫn còn vệt nước mắt nhưng đã dừng khóc. Theo chân bọn họ đến đây, tôi đã tìm được cơ hội báo cảnh sát, đã điện thoại báo một lần, kết quả là cảnh sát không đến, tôi bị bọn họ đánh cho một trận. Bọn họ còn uy hiếp tôi, nếu tôi báo cảnh sát hoặc tìm người hỗ trợ, bọn họ sẽ giết tôi, tôi tận mắt nhìn thấy một cô gái bị bọn họ giết chết, nếu không gặp lại anh, tôi cũng không dám xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cái gì? Vẻ mặt Hào Phỉ Phỉ chợt biến đổi. Bọn họ không những bắt cóc còn giết người nữa sao? Hạ Thiên, anh giúp tôi, đưa tôi về Giang Hải được không? Tôi, tôi không muốn truy cứu, tôi chỉ muốn về là được. Thẩm Vân nhìn Hạ Thiên, bộ dạng cầu xin. Cũng được, nhưng bây giờ tôi có việc, tôi có thể nhờ người đưa cô về. Hạ Thiên thuận miệng nói, dù sao cũng không phải việc của hắn, Thẩm Vân không muốn truy cứu cũng không sao. Tôi, tôi có thể chờ anh cùng quay về." Thẩm Vân không biết nghĩ đến cái gì mà vẻ mặt vẫn còn cực kỳ sợ hãi. "Tôi, tôi không tin những người khác, đám người kia. Đám người kia có thể làm bất kỳ điều gì." "Tổ trưởng Hạ, nếu không, chúng ta về phòng trước, sau đó chậm rãi thương lượng." "Hào phỉ phỉ lúc này khẽ đề nghị, bên cạnh còn có vài người đàn ông không biết sống chết, còn có một chiếc xe bị đập nát, nàng cảm thấy đứng đây nói chuyện là không thích hợp." Tất nhiên điều càng kỳ dị chính là đám người trong khách sạn đến bây giờ còn chưa thèm đến xem xét có vấn đề gì xảy ra. Được rồi, đưa cô ấy vào phòng của cô để nghỉ ngơi, có gì ngày mai nói. Hạ Thiên ngáp một cái, hôm nay hắn tiêu hao không ít tinh lực, bây giờ muốn nghỉ ngơi. Tổ trưởng Hạ, vài người này, tôi sẽ cho Điền Bác Phong đến đưa đi. Hào Phỉ Phỉ nhìn vài tên hung đồ đang hôn mê rồi nói. Được, tôi lên trước. Hạ Thiên không có ý kiến. Thẩm Vân cũng không biết Điền Bác Phong là ai, nàng cũng không phát biểu ý kiến. Nhưng khi thấy Hạ Thiên đi vào khách sạn thì Thẩm Vân chạy theo, Hào Phỉ Phỉ vừa điện thoại cho Điền Bác Phong vừa đi vào khách sạn. Đến khi bọn họ lên đến lầu 8, đến phòng, Thẩm Vân vẫn đi theo Hạ Thiên, rõ ràng nàng vẫn lo lắng với Hào Phỉ Phỉ. "Thẩm Vân, phòng của chúng ta ở bên kia." Khi thấy Thẩm Vân muốn theo Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ vội vàng kéo lại. Nàng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện. Nàng biết Thẩm Vân đang lo lắng vấn đề gì, vì thế mới nói. "Cô yên tâm, tôi không phải là cảnh sát ở đây, tôi chỉ là người phụ trách chiêu đãi tổ trưởng hạ, giống như thủ hạ của tổ trưởng hạ, cô ở chỗ tôi rất an toàn. Này, tôi ở bên cạnh, nếu có chuyện thì cô chỉ cần gọi một tiếng, tôi có thể nghe thấy được." Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó đi vào phòng của mình, thuận tiện đóng cửa lại. Hắn cũng không muốn ở cùng phòng với Thẩm Vân. Hắn rất muốn ở cùng một chỗ với Dạ Ngọc Nghị, tuy người phụ nữ này rất đáng ghét nhưng gương mặt vẫn không thể chê, dáng người cực chuẩn, đặc biệt là eo nhỏ, ôm rất thoải mái. Dạ Ngọc Nghị dáng người cũng không phải cực kỳ tốt, nếu so sánh với những bà vợ khác của Hạ Thiên thì cũng thật sự không phải là tuyệt nhất nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Nàng có bộ ngực cực lớn và dáng người cực kỳ đầy đặn, eo lại cực mảnh, thậm chí còn mảnh hơn cả của Vương Tiểu Nha, phải biết rằng Vương Tiểu Nha còn chưa phát. Dục hoàn toàn điều đáng tiếc duy nhất chính là bây giờ Hạ Thiên vẫn còn chưa được ôm eo Dạ Ngọc Mị đi ngủ vì dựa theo lời nói của Thần Tiên tỷ tỷ hắn không được phép dùng sức mạnh trước đó hắn cưỡng chế Dạ Ngọc Mị chỉ vì vội vã đến hiện trường vụ án có lý do quang minh chính đại nhưng bây giờ thật sự không tìm được bất kỳ lý do nào khác lúc này Hạ Thiên cũng không có tâm tình đi tìm lý do để chiếm tiện nghi vì vậy hắn vừa vào phòng đã lập tức đi ngủ chưa đến một lúc sau đã tiến vào mộng đẹp. Điều này làm cho Dạ Ngọc Mị thật sự thở ra, trước đó nàng nghĩ đến tình huống lần đầu tiên gặp mặt hắn đã khinh nhường nàng, sợ rằng bây giờ sẽ tiếp tục. Dạ Ngọc Mị khẽ hít vào một hơi, nàng khoanh chân ngồi xuống đất, cố gắng cởi bỏ cấm chế cho mình, tự khống chế vận mệnh của mình. Lúc này ở một gian phòng khác, Hào Phỉ Phỉ và Thẩm Vân còn chưa đi ngủ. "Thẩm Vân, em là người Giang Hải sao?" Hào Phỉ Phỉ chủ động hỏi một câu, rõ ràng là cố ý hỏi. "Đúng vậy." cảnh sát hào thẩm vân trầm thấp lên tiếng bây giờ cảm xúc của nàng rất thấp vẻ mặt âm tình bất định không biết suy nghĩ điều gì thẩm vân thật ra chị lớn hơn em vài tuổi em đã biết hạ thiên như vậy chúng ta cũng không tính là người ngoài không cần khách khí như vậy nếu có gì em cứ nói với chị dù chị cảm thấy không giúp được em nhưng chẳng lẽ hạ thiên không giúp được sao hào phỉ phỉ thấy bộ dạng của thẩm vân nàng tuy đã biết giữa thẩm vân và hạ thiên không có quan hệ thân thiết nhưng dù thế nào thì cũng có quan hệ. Nàng cảm thấy mình không thể nào tìm được quan hệ với Hạ Thiên, bây giờ nàng dùng chiến lược vu hồi, rất có thể sẽ hiệu quả hơn. Cảm ơn chị, cảnh sát Hào. Thẩm Vân không biết nghĩ cái gì mà nước mắt chảy ra. Hào phỉ phỉ khẽ thở ra. Thẩm Vân, có thể thấy gần đây em chịu không ít khổ sở, có phải đám đàn ông kia ức hiếp em không? Thẩm Vân bắt đầu khóc thút thít, nàng vừa khóc vừa nói. Cảnh sát Hào, Chị chỉ có thể cho em mượn điện thoại được không? Tất nhiên là có thể. Hào Phỉ Phỉ đưa điện thoại cho Thẩm Vân, nàng biết Thẩm Vân có thể gọi điện thoại cho người nhà hoặc là bạn bè. Thẩm Vân vừa khóc vừa bấm số, ngay sau đó nàng khóc lớn. Liễu Vân anh, mình là Thẩm Vân, mình, mình bị thằng khốn kiếp kia bán đi, hu hu hu. Hào Phỉ Phỉ nghe Thẩm Vân gọi điện thoại mà vẻ mặt càng khó coi, nàng cuối cùng đã hiểu có chuyện gì xảy ra với Thẩm Vân chương 1318, lên mạng rất nguy hiểm. Lên mạng có nguy hiểm, gặp bạn trên càng phải cẩn thận, tin chắc Thẩm Vân bây giờ rất hiểu điều này, mà hiểu rõ nó cũng là bi kịch với nàng, mà bi kịch đó đến từ lần đầu tiên gặp mặt một người bạn trên. Người trên rất khó tin, vì không biết đối phương là thế nào, thậm chí khó thể xác định có phải là người tốt hay xấu. Những năm gần đây lưu hành trò chat video, nhưng dù là như vậy cũng chỉ biết đối phương là nam hay nữ mà thôi, còn đối phương có phải là loại lòng người giả thú hay không cũng khó thể nhìn ra được ví dụ như bạn trên của thẩm vân nghe nói là sinh viên đại học nhạc nam không riêng gì đẹp trai còn rất biết chơi game đã từng cùng thẩm vân chơi nhiều trò đều là tương đối tinh thông ăn nói lại rất tốt dỗ ngon dỗ ngọt đều không cần suy xét điều này làm cho thẩm vân mê mẩn sau đó mới lặn lội ngàn dặm từ thành phố giang hải đến thành phố nhạc nam thăm bạn khi nhìn thấy đối phương thì thẩm vân thật sự vui sướng bộ dạng ngoài đời là khá tốt, còn đẹp trai hơn trong truyền thuyết, hai người tất nhiên sẽ đi mướn phòng ngay. Vài ngày trước đó Thẩm Vân rất tốt, rất vui vẻ, nhưng cơn ác mộng vô tình kéo đến, đến một buổi tối nàng ngủ với bạn trai, đến tối chợt phát hiện người đàn ông trên. Người nàng không phải là bạn trai đẹp trai kia. Cơn ác mộng của Thẩm Vân bắt đầu kéo đến từ lúc này, nàng nhanh chóng phát hiện mình bị ném vào một động chứa, cùng nàng còn có rất nhiều cô gái khác. Tên bạn trai trên mạng của nàng cũng căn bản không phải là công tử nhà giàu đẹp trai, chẳng qua chỉ là công cụ để đám người trong động câu dẫn các cô gái nhẹ dạ cả tin mà thôi. Cũng từ tối hôm đó nàng bắt đầu bị giam giữ chặt chẽ, thỉnh thoảng được sắp xếp ra ngoài tiếp khách, nếu cố gắng phản kháng hoặc chạy trốn, nhẹ thì bị đòn hiểm, nặng thì sẽ chết. Nàng tận mắt nhìn thấy một cô gái bị đánh đến chết, nàng đã từng cố gắng xin khách giúp đỡ, đáng tiếc là chỉ nhận lấy sự sỉ nhục. Nàng cũng từng tìm cơ hội báo cảnh sát nhưng chưa có cảnh sát đến cứu thì nàng đã bị đánh đòn. Còn nữa, đám khốn kiếp kia còn cảnh cáo sẽ giết cả nhà nàng, bọn họ rõ ràng đã điều tra tư liệu về nhà nàng. Thẩm Vân dần tuyệt vọng, đám người kia thế lực quá lớn, vượt quá sự tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không phải là thế lực mà nàng có thể đối phó. Đối phương cũng nói rõ cho nàng biết, bọn họ biết tất cả về nhà nàng, biết rõ nhà nàng không có bối cảnh gì, dù làm lớn chuyện thì bọn họ cũng không có vấn đề. Nếu nàng nghe lời thì ngoài tự do cũng có cuộc sống khá giả, ít nhất có thể tốt hơn đám tiểu thư, vì chỉ đi khách cấp cao, vài ngày mới phải tiếp khách một lần. Nhưng đó cũng không phải những gì Thẩm Vân mong muốn, nàng cũng không phải là loại phụ nữ bảo thủ, nàng đã có bạn trai thời phổ thông, lên đại học cũng thay đổi vài tên bạn trai, nhưng dù nàng muốn làm tiểu thư, ít nhất cũng là tiểu thư tự nhiên do mình mà không phải là bị nuôi nhốt. Vì vậy dù nàng gần như là tuyệt vọng nhưng vẫn không bỏ qua ý nghĩ bỏ chạy. Tối hôm nay Thẩm Vân tiếp khách ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, lúc rời đi thì nàng chợt gặp Hạ Thiên, điều này làm cho nàng đã tuyệt vọng chợt nhen nhóm chút hy vọng. Tuy nàng không quen thuộc Hạ Thiên nhưng lại là bản thân của Liễu Vân Anh, trước kia Liễu Vân Anh đã không biết bao nhiêu lần nói khoác về bản lĩnh của anh rể trước mặt các nàng, mà nàng cũng đã từng tận mắt thấy bản lĩnh của Hạ Thiên. Vì vậy mà lúc này nàng phát hiện, đó là hy vọng lớn nhất của mình, nàng nhanh chóng xin sự giúp đỡ của Hạ Thiên. Thẩm Vân được Hạ Thiên cứu giúp, nhưng bây giờ nàng rất không an tâm, nàng hy vọng có thể nhanh chóng quay về Giang Hải, vì nàng biết tuy đám người kia có thế lực rất lớn, nhưng đó chỉ là ở phạm vi thành phố Nhạc Nam, tối đa cũng chỉ là tỉnh Giang Nam, không có thể nào kéo đến thành phố Giang Hải, chỉ có quay về Giang Hải thì nàng mới thật sự an toàn. Thẩm Vân rõ ràng không phải là một người phụ nữ rất thông minh, điển hình là nàng bị người ta lừa bán, nhưng nàng cũng không ngốc, đặc biệt là những chuyện xảy ra gần đây làm nàng khôn lên rất nhiều. Vì vậy nàng biết Hạ Thiên sẽ không quan tâm đến sống chết của mình, nhưng vì nể mặt Liễu Vân Anh mà ra tay cứu giúp, nếu muốn làm cho Hạ Thiên giúp mình, cũng chỉ có thể nhờ Liễu Vân Anh trợ giúp. Cũng vì vậy mà cuộc điện thoại đầu tiên Thẩm Vân không gọi cho người nhà mà gọi cho Liễu Vân Anh. Sau khi nghe rõ bi kịch của Thẩm Vân trong điện thoại, Liễu Vân Anh cảm thấy rất đồng tình, cũng rất căm phẫn, nàng nhận lời sẽ điện thoại cho anh rể lợi hại, cầu hắn giúp nàng hạ giận. Nhưng Thẩm Vân sau khi suy xét lại thì cảm thấy có thể thuận lợi về nhà là quá tốt rồi, còn chuyện báo thù giải hật, nàng cũng không muốn. Nàng thầm nghĩ để Liễu Vân Anh nói cho Hạ Thiên mang theo nàng về thành phố Giang Hải, vì nàng thật sự không còn tin vào những người khác. Thẩm Vân gọi nửa giờ mới cúp máy, nếu không phải để cho Liễu Vân Anh nhanh chóng điện thoại cho Hạ Thiên, chỉ sợ lúc này nàng còn tiếp tục khóc lóc kể lể. Sau khi cúp điện thoại, nhìn Hào Phỉ Phỉ ở bên cạnh, Thẩm Vân chợt cảm thấy không đúng. Nàng xoa nước mắt và xấu hổ trả điện thoại cho Hào Phỉ Phỉ. "Thật xin lỗi, cảnh sát Hào, dùng điện thoại của chị lâu như vậy, sau này tôi sẽ trả lại phí điện thoại." Gọi điện thoại đường dài nửa giờ cũng không rẻ nhưng Hào Phỉ Phỉ không quan tâm đến chút tiền như vậy, nàng lắc đầu dùng ánh mắt có chút đồng tình nhìn Thẩm Vân. "Đừng nói như vậy, em yên tâm, chuyện này dù Hạ Thiên Mặc kệ thì chị sẽ lo, chị sẽ cho đám khốn nạn kia không có kết cục tốt." Hào Phỉ Phỉ thấy dưới lầu có ba tên hôn mê khi cảnh sát đến nàng sẽ tạo ra áp lực đám cảnh sát bên này chắc chắn sẽ phá án theo lẽ công bằng sau khi tìm hiểu rõ nguồn gốc như vậy hốt một mẻ lưới cũng không khó dù làm không được điểm đó như vậy bắt tên đàn ông đã lừa bán thẩm vân cũng không có vấn đề hào phỉ phỉ nghĩ đến ba tên dưới lầu mà điện thoại cho điền bác phong hỏi tình huống nhưng lúc này điền bác phong lại điện thoại đến trước tổ trưởng điền đưa ba tên kia về cục công an chưa các anh nhất định phải thẩm vấn bọn họ bọn họ là kẻ khả nghi. Hào phỉ phỉ nhận được điện thoại, còn chưa nói dứt lời thì bên kia đã nói một câu, nàng chợt sững sốt. Cái gì, tổ trưởng điền, anh nói lại xem. Trường khoa hào, tôi đã phái người đến, căn bản không thấy ai. Điên bác phong ở đầu dây bên kia nói. Trước cửa khách sạn Hồ Nguyệt Lạc rất sạch sẽ, không có người bị thương, không có xe cộ bị hư hao, không có một mảnh vỡ thủy tinh nào. Điều này sao có thể? Hào phỉ phỉ tỏ ra khó tin. Tôi đi xuống xem thế nào. Đừng. Điên bác phong vội và ngăn cản, hắn giống như biết rõ điều gì đó. Trường khoa hào, chị vừa đến đây, có một số việc còn chưa rõ ràng, chị đừng xuống dưới, nếu muốn xuống thì cũng cần cùng đi với tổ trưởng hạ, nếu không, sợ rằng không an toàn. Tổ trưởng điên, có phải anh biết điều gì đó không? Hào phỉ phỉ không khỏi hỏi. Trường khoa hào, tôi chỉ có thể nói, tôi không liên quan vào, nhưng nếu cô thật sự muốn quản vụ này, tốt nhất là cao tầng truyền lệnh xuống, nếu không sẽ không tốt với cô." Điền Bác Phong có chút trầm ngâm. "Tôi tạm thời chỉ có thể nói như vậy mà thôi, còn nữa, dựa theo lẽ thường, nếu là thật sự có người thanh lý hiện trường, vậy bọn họ cũng có thể lặng lẽ đưa trưởng khoa Hào đi. Vì vậy dù là chân tướng thế nào, cô cũng đừng xuống lầu một mình." "Cảm ơn tổ trưởng Điền đã nhắc nhở, tôi sẽ nhớ rõ." Hào Phỉ Phỉ chợt ngây người, nàng bắt đầu ý thức được có vấn đề lớn. Điền Bác Phong là tổ trưởng tổ trọng án của Cục Công an thành phố mà thật sự có cố kỵ, nhưng đối phương nói như vậy cũng ném cho nàng một phần nhân tình rồi. Trường Khoa Hào, cô là phụ nữ, không nên cố gắng nhúng tay vào việc của người khác, nếu không sẽ rất phiền toái. Điền Bác Phong cuối cùng cảnh cáo Hào phỉ phỉ một câu rồi cúp điện thoại. Hào phỉ phỉ ngồi ngây người, vẻ mặt mơ hồ có chút phẫn nộ, nàng cầm lấy điện thoại rồi lại thôi, lại cầm, lại thả xuống. Rõ ràng bây giờ nàng đang vùng vẫy, không biết có nên xin sự trợ giúp của Cục Công an tỉnh hay không. Cảnh sát hào, thôi bỏ đi, em thật sự không muốn truy cứu, chúng ta, chúng ta không đấu lại bọn họ đâu. Thẩm Vân lúc này không nhịn được phải nói. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên. Hào phỉ phỉ đi về phía cửa khẽ hỏi. Ai đó? Trường Khoa Hào, chúng tôi là cảnh sát thành phố, cục trưởng phái chúng tôi đến bảo vệ chị, anh ấy lo lắng bên này không an toàn. Bên ngoài vang lên một giọng nữ. Hào Phỉ Phỉ mở cửa phòng, nàng chợt thấy hai cảnh sát nữ, cũng không nghi ngờ mà cho bọn họ vào phòng. Khi bọn họ đi vào thì Hào Phỉ Phỉ chợt nhíu mày. Cục trưởng sao biết chúng tôi ở đây không an toàn, tôi không điện thoại cho anh ấy. Người nữ cảnh sát phía trước chợt cười thần bí. Chị không an toàn vì chúng tôi đến đây. Nữ cảnh sát này vừa nói vừa vung tay bịt kín miệng Hào Phỉ Phỉ mà một nữ cảnh sát khác lại xông về phía Thẩm Vân. Hạ Thiên, cứu. Thẩm Vân chỉ kịp hô lên ba chữ, miệng cũng bị bịt kín, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hào Phỉ Phỉ bên kia cũng đã hôn mê trên người nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ được hoan nghênh, chúng ta kiếm được món hời rồi, mấy tên sắc quỷ thích cảnh sát sẽ ra giá rất cao đấy. Một nữ cảnh sát thấy Hào Phỉ Phỉ ngất đi mà hưng phấn, giống như tìm được mỏ vàng. Chương 1319, ám sát Liên Hoàn. "Chị Hoa, người này tên là Hào Phỉ Phỉ, nghe nói lai lịch không nhỏ, sẽ có phiền toái." Một nữ cảnh sát đóng cửa phòng lại nói. "Sợ cái gì, không phải chỉ là một đứa có chú làm ở cục công an tỉnh sao?" Nữ cảnh sát được gọi là chị Hoa tỏ ra không quan tâm. "Nơi này là thành phố Nhạc Nam, ở đây không có người nào có thể chọc vào chúng ta, nếu cô ta thích xen vào việc của người khác." chúng ta tất nhiên sẽ không chủ động dây vào nhưng cô ta sen vào chúng ta như vậy chúng ta phải cho cô ta biết thế nào là kết cục chen tay vào việc của người khác chị hoa nhìn nữ cảnh sát kia rồi nói thêm đào tử hình như lá gan của cô ngày càng nhỏ trước kia cô rất lớn gan ngay cả con gái của chủ tịch tỉnh cũng thiếu chút nữa đã trói lại chị hoa tôi cũng không phải lần đầu tiên được nếm thiệt thòi sau đó không phải đã cẩn thận hơn sao nữ cảnh sát được gọi là đào tử lắc đầu nó mà cũng đừng nói nhiều nữa, chúng ta nhất định phải chú ý, chúng ta căn bản không chọc vào những nhân vật tai to mặt lớn, hào phỉ phỉ này chúng ta cũng chưa hẳn có thể chọc vào. Đào tử, đây là cô không hiểu, chính vì không thể chọc vào thì chúng ta mới ra tay, nếu không cô ta chạy lên tỉnh làm loạn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chị Hoa nhìn hào phỉ phỉ, muốn đối phó với phụ nữ rất đơn giản, trước tiên cởi hết quần áo, quay một bộ phim, sau đó sẽ ép đi vào khuôn khổ, hai nữ cảnh sát này này không lo lắng có người sẽ phá hoại kế hoạch của hai người, bây giờ lại muốn cởi sạch hào phỉ phỉ ra để chụp hình, có lẽ hai người bọn họ không thiếu những lần làm những chuyện như vậy. Chị Hoa, không phải nói nơi đây có một tên đàn ông sao? Đào tử lúc này nói, trước tiên giải quyết phụ nữ trước, tên đàn ông kia chút nữa thu phục sau. Chị Hoa vừa nói vừa cởi quần áo cho hào phỉ phỉ. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Chị Hoa đứng lên đi về phía cửa, nàng mở cửa hé ra, sau đó đưa ra giấy chứng nhận. Phá án, đừng quấy giày, á. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, chị Hoa bị đụng ngã xuống đất, phát ra một tiếng hét thảm. Vẻ mặt nữ cảnh sát gọi là đào tử chợt biến đổi, nàng vươn tay xuống bên hông, định rút súng, nhưng lại cảm thấy bụng đau đớn dữ dội. Hạ thiên đá ngã nữ cảnh sát gọi là đào tử, sau đó lấy ngân châm ra đâm hai cái lên người thẩm vân và hào phỉ phỉ, hai người lập tức tỉnh lại. Ơ, ờ, tổ trưởng hạ, điều này. Hào phỉ phỉ chợt giật mình, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng có thể đoán được có chuyện gì xảy ra, mà thẩm vân lại chấn định hơn rất nhiều, chuyện này đối với nàng giống như không có vấn đề gì lớn. Các người dễ dàng bị người ta bắt cóc vậy sao? Hạ thiên có chút mất vui, hắn nhận được điện thoại của Liễu Vân Anh. Cô nàng này ở đầu dây bên kia gọi anh rể cực kỳ thân mật, năn nỉ hắn giúp thẩm vân. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ đồng ý, nhưng còn chưa buông điện thoại đã nghe thấy động tĩnh bên này, hắn đành phải đến cứu ngay, cứu Hào Phỉ Phỉ và cả thẩm vân. Hào Phỉ Phỉ không phản bác được, nàng dù gì cũng đã bị người ta trói lại, hơn nữa đối phương rõ ràng cho thấy mình là nhóm người trước kia bắt cóc thẩm vân, điều này có ý nghĩa, thiếu chút nữa thì nàng đã có kết cục như thẩm vân. Tổ trưởng Hạ, cảm ơn anh. Hào phỉ phỉ cảm ơn Hạ Thiên và cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Đám người này rõ ràng gan to bằng trời, ngay cả nàng là nữ cảnh sát cũng muốn bắt cóc, bọn họ có gì không dám làm nữa. Thật sự muốn cảm ơn tôi thì làm nên cố gắng giữ cửa, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, các người cũng đừng đi ra, tôi chỉ muốn ngủ một giấc, có chuyện gì sáng mai nói, hiểu chưa? Hạ Thiên ngáp một cái, nói xong thì đi ra khỏi phòng, rõ ràng cũng không muốn tính toán với sự kiện vừa rồi, ít nhất cũng sẽ không truy cứu vào lúc này. Hạ Thiên nhanh chóng bỏ đi. Hào phỉ phỉ đóng cửa phòng, trước tiên trói hai nữ cảnh sát trên mặt đất lại, sau đó lấy điện thoại, cũng không gọi cho Điền Bác Phong, gọi đến Cục Công an tỉnh. Chú, đám người này đúng là coi trời bằng vung, không những muốn bắt cóc con, còn muốn đối phó với Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên tức giận, chúng ta sợ rằng khó thể đảm đương được. Hào phỉ phỉ là người phụ nữ thông minh, nàng biết rõ Cục Công an tỉnh bên kia rất quan tâm đến Hạ Thiên, sợ đắc tội với hắn, chỉ cần sự việc này liên quan đến Hạ Thiên, như vậy cục công an tỉnh nhất định sẽ cực kỳ coi trọng. Hào Phỉ Phỉ coi như làm việc rất sáng suốt và hữu hiệu, chưa đến nửa giờ sau thì cục trưởng cục công an thành phố Nhạc Nam là Điền Hạo tự mình dẫn người đến khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, sau đó đưa hai nữ cảnh sát giả mạo đi, cũng muốn đưa Thẩm Vân đi lấy khẩu cung nhưng bị Hào Phỉ Phỉ dùng danh Nghĩa Hạ Thiên để giữ lại. Tuy nàng biết Điền Hạo nhận được lệnh của cục công an tỉnh, nhưng nàng dù sao vẫn cảm thấy tạm thời giữ Thẩm Vân ở lại bên cạnh Hạ Thiên sẽ an toàn hơn. Động tĩnh bên này khá lớn nhưng Hạ Thiên vẫn ngủ ngon, hắn ngủ rất say, nhưng ở trong thành phố này, trong một căn biệt thự nào đó, có một tên đàn ông trẻ tuổi mãi đến đêm khuya vẫn chưa ngủ. Tên đàn ông chưa đến 30 này mặc đồ ngủ, hắn ngồi bên cạnh bể bơi, phía sau có một mỹ nữ mặc bikini đang mát xa cho hắn. Điện thoại chợt vang lên, mỹ nữ mặc bikini kia chợt dừng mát xa, nhận điện thoại. Vài phút sau nàng lại đặt điện thoại xuống, sau đó khẽ nói: "Quân thiếu gia" đã điều tra xong, Phó phòng Hào Hồng Cục Công an tỉnh là người thân của Hào Phỉ Phỉ, vai vế là chú, rất quan tâm đến Hào Phỉ Phỉ. Cô gái Hào Phỉ Phỉ này có thể lên đến chức vụ trưởng khoa tuyên truyền khi đang còn trẻ như vậy chính là nhờ công lao của Hào Hồng, cha mẹ Hào Phỉ Phỉ chỉ là công nhân viên chức bình thường, không có bối cảnh gì. Chị Hoa và Đào Tử bây giờ đang ở đâu? Người đàn ông được gọi là quân thiếu ra chợt mở miệng hỏi, âm thanh hơi khàn, còn có chút lạnh lùng tạm thời đang ở đồn cảnh sát sẽ chờ lệnh của quân thiếu gia mỹ nữ mặc bikini đáp hào phỉ phỉ và thẩm vân kia đâu quân thiếu gia lại hỏi còn đang ở khách sạn hồ nguyệt lạc ở trong căn phòng kia cả hai thấy không có vấn đề gì vì vậy mới không bỏ đi mỹ nữ mặc bikini khẽ nói người đàn ông kia là ai đã điều tra chưa quân thiếu gia trầm bồng hỏi mỹ nữ mặc bikini khẽ lắc đầu chỉ biết là hạ thiên là người thành phố Giang Hải, có quen biết với cô gái Thẩm Vân kia, nhưng bối cảnh cụ thể thế nào thì không điều tra được. Đã tìm người ở bên thành phố Giang Hải hỏi thăm chưa? Quân thiếu gia hỏi tiếp. Đã hỏi, người bên kia nói chưa nghe qua tên của đối phương. Mỹ nữ mặc bikini nói. Phải không? Quân thiếu gia chợt đứng lên rồi xoay đầu nhìn mỹ nữ mặc bikini. Như vậy hắn thật sự không có chút danh tiếng nào. Có lẽ là vậy. Mỹ nữ mặc bikini nói: "Cũng có lẽ là người của chúng ta bên thành phố Giang Hải không nói thật." "Đúng vậy." Quân thiếu gia khẽ gật đầu. "Cũng có thể là cô không nói thật với tôi." Vẻ mặt mỹ nữ bikini chợt biến đổi, nàng dùng ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn Quân thiếu gia. "Quân thiếu gia, em, sao em có thể lừa anh?" "Em á?" "Tóm." Mỹ nữ bikini bị Quân thiếu gia đạp vào bể bơi, lại chụp lấy tóc nàng, dùng sức ấn vào trong nước. Mỹ nữ bikini liều mạng vùng vẫy, đáng tiếc là quân thiếu gia rất mạnh, nàng giấy rụa không có hiệu quả, vài phút trôi qua đã không còn tiếng động. Muốn chơi lén tao sao? Không có cửa đâu. Quân thiếu gia hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn nhấc điện thoại lên gọi vào một dãy số. Xử lý sạch sẽ. 2 giờ sáng. Khách sạn Hồ Nguyệt Lạc rất yên tĩnh, dù có vài vị khách muốn cuồng hoan nhưng cũng khống chế âm thanh, thực tế thì lúc này cả thành phố đều yên tĩnh. Âm âm hai tiếng nổi mạnh chợt vang lên, đúng lúc phá vỡ sự yên tĩnh ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, cả khách sạn chấn động, rất nhiều khách thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo phải vội vàng phóng ra khỏi phòng, vô tình nơi đây chợt rối loạn. Hạ Thiên cũng bị vụ nổ làm cho bừng tỉnh, hắn có chút tức giận, hắn ngủ một giấc cũng khó khăn vậy sao? Hạ Thiên rất nhanh đã xác định được địa điểm vụ nổ nằm ở tầng lầu này, hắn cũng cảm thấy không ổn, vì vụ nổ chính là ở bên cạnh phòng của Hào Phỉ Phỉ và Thẩm Vân. Nếu nói địa điểm cụ thể, chính là hai gian phòng ở bên cạnh phòng của hai nàng, cả hai đều phát nổ. Hạ thiên lóe người đến bên ngoài phòng của hào phỉ phỉ, hắn đã văng cửa tiến vào, sau đó thấy tường ở hai bên căn phòng bị nổ thành hai lỗ hổng lớn, rõ ràng vụ nổ này nhằm vào hào phỉ phỉ và thẩm vân. Cảm giác không ổn của hạ thiên cũng được chứng thật, thẩm vân lúc này không còn nhúc nhích, nàng đã bị vụ nổ làm cho biến dạng, dù là hạ thiên cũng không thể nào cứu sống được nàng. Điều này làm cho Hạ Thiên tương đối tức giận, dù Thẩm Vân không có quan hệ gì với hắn, có thể hắn thấy nàng chết mà không có mấy thương tâm, nhưng hắn đã đồng ý với Liễu Vân Anh, sẽ đưa Thẩm Vân về, bây giờ nàng đã chết, hắn chẳng phải là kẻ nói mà không chịu trách nhiệm sao. Trước đó Hạ Thiên không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng lúc này hắn nhất định phải tìm và xử lý đám khốn kiếp kia, xem như đó là kết quả. Cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt hào phỉ phỉ thái nhợt, nàng cực kỳ cảm ơn ngày của phụ nữ kéo đến làm mình đau bụng, vì thế mà phải rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, cuối cùng thì may mắn vì còn sống, nếu không thì bây giờ nàng sẽ là một thi thể trên giường. Nhưng nàng đến lúc này cũng không ngờ đối phương đến tình trạng phát rồ như vậy. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, hắn đang định gọi điện thoại thì chợt ý thức được vấn đề, hắn chợt biến mất, sau đó hiện ra ở phòng mình, vẻ mặt chợt trở nên khó coi lúc này trong phòng ngoài hắn ra thì không còn ai, dạ Ngọc Mỹ đã biến mất. chương 1320, yêu nữ ma môn cuối cùng. Hạ Thiên bây giờ rất bực bội, cực kỳ bực bội. Trước kia dù hắn đánh không lại dạ Ngọc Mỹ, nhưng mọi chuyện trên cơ bản đều nằm trong bàn tay hắn, ít nhất thì dưới sắp xếp của hắn. Nhưng tối nay hình như tất cả đều mất khống chế, mọi chuyện đều phát triển theo hướng mà hắn cảm thấy không có khả năng. Đầu tiên là chuyện của Thẩm Vân, Hạ Thiên vốn tưởng rằng tối nay sẽ không còn ai đến làm phiền nàng, hắn đã đồng ý với Liễu Vân Anh, sẽ nhất định làm được. Chờ sau khi hắn ngủ ngon, hắn sẽ sắp xếp đưa Thẩm Vân quay về. Mà dù có người muốn làm bất lợi cho Thẩm Vân, nếu có động tính gì hắn cũng có thể phát hiện ra, nhưng lúc này hắn thật sự không ngờ có người gài hai quả bom ở bên cạnh phòng để nổ chết hào phỉ phỉ và Thẩm Vân nhưng hắn là đệ nhất cao thủ và đệ nhất thần y cũng không cách nào thay đổi được sự thật. Sau đó là dạ ngọc mị, Hắn đã phong bế công lực của nàng, như vậy nàng không khác gì một người phụ nữ bình thường, nếu có khác nhau thì thật sự là đẹp hơn rất nhiều. Hạ Thiên thấy Dạ Ngọc Mị không thể nào bỏ chạy được, dù nàng có khôi phục lại công lực cũng không thể nào, hắn có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ vấn đề là nàng chợt biến mất, và biến mất thật sự không chút tâm hơi. Chuyện của Thẩm Vân thật sự chỉ làm cho Hạ Thiên có chút mất mặt mà thôi, dù sao thì Thẩm Vân chỉ là bạn học của Liễu Vân Anh mà Liễu Vân Anh cũng không phải là Liễu Vân Mạn, lại càng không phải là Liễu Mộng. Ngược lại dù bạn của Liễu Vân Mạn chết đi, điều này cũng không liên quan gì đến hắn, hắn tuyệt đối không thể vì chuyện này mà thương tâm, nhưng dạ ngọc mị biến mất lại là một chuyện khác. Dạ ngọc mị biến mất sẽ làm cho Hạ Thiên cảm thấy bất an, thậm chí cảm thấy bị uy hiếp. Hắn rất tự tin vào y thuật của mình, dù là dạ ngọc mị có thể giải được cấm chế cũng không thể nhanh được như vậy, nhưng nếu dạ ngọc mị không phải tự mình đi, sao có thể đi được? Chẳng lẽ có người cứu? Nhưng đó là ai, kẻ nào có năng lực lén cứu nàng đi được? Hạ Thiên nghĩ mà cảm thấy không ổn, chẳng lẽ thật sự là người của Phiêu Miểu Tiên môn chợt xuất hiện mang Dạ Ngọc Mị đi? Trước tiên tìm người phụ nữ chết tiệt kia rồi nói sau. Hạ Thiên quyết định không đi nghĩ ngợi quá sâu vào vấn đề này, hắn hóa thành một bóng người nhàn nhạt phóng ra ngoài. Hắn đã ở cùng Dạ Ngọc Mị được vài ngày tuy hai bên không có mối quan hệ thân mật nhưng mùi hương trên người dạ Ngọc Nghị vẫn là thứ hắn rất quen thuộc. Dạ Ngọc Nghị vừa rồi mới biến mất nhưng trong không khí còn lưu lại khí thức nồng đậm, với khứu giác nhạy bén của hắn, tất nhiên sẽ tìm được tung tích của nàng. Còn hào phỉ phỉ đang nửa sống nửa chết đã không còn là chuyện mà Hạ Thiên quan tâm. Rời khỏi khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, Hạ Thiên nhanh chóng phi hành. Dạ Ngọc Nghị rời khỏi từ không trung, điều này càng làm cho Hạ Thiên cảm thấy nghi ngờ, dạ ngọc mỹ chắc chắn được người cứu đi, vì nàng dù sao cũng là người mà kim đan bị hao tổn, dù không bị quản chế cũng không thể nào tiến hành phi hành trên không trung. Ồ, Hạ thiên chợt nghe thấy mùi hương hoa lài nhàn nhạt, nhạt, mùi hương hoa lài này cùng hỗn hợp với mùi hương cơ thể của dạ ngọc mỹ, mà quý thích mùi hương này lưu lại ở trên không trung thật sự hoàn toàn trùng hợp với mùi hương cơ thể của dạ ngọc mỹ. Đến lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn có thể xác định, người đưa dạ Ngọc Mỹ đi chính là một người phụ nữ có mùi hương hoa lài mùi vị kia hình như đã được mình ngửi qua ở đâu đó. Hạ Thiên lúc này nghĩ đến một vấn đề, sau đó hắn chợt nhớ ra nơi ngửi được mùi hương kia, chính là hiện trường vụ hung án tối nay. Hạ Thiên nhớ đến sự kiện này thì trong lòng càng lo lắng, tình huống xấu nhất đã xuất hiện, phiêu miểu tiên môn chết tiệt, thật sự có người đến, bọn họ thật sự muốn đưa thần tiên tỷ tỷ đi. Thần Sơn, Thiên Thần Đình Dạ Ngọc Nghị khốn khổ bò lên, sau đó nhìn vào cô gái mặc áo trắng cách đó không xa. Cô gái mặc áo trắng này này nhìn qua rất trẻ, mày mục như vẽ, mặt như ngọc, tư thái rất tuyệt, khí chất thoát tục, là một mỹ nữ thật sự, nếu để cho người bình thường thấy được, nhất định sẽ coi đây là một tiên nữ. Nhưng dạ ngọc mỹ cũng không phải là người thường, nếu nói về dung mạo thì nàng càng đẹp hơn cô gái mặc áo trắng kia rất nhiều, nếu nói về tư thái thì nàng càng thêm quyến rũ hơn, động lòng người hơn. Nhưng nhìn cô gái kia, vẻ mặt dạ ngọc mỹ càng thêm lạnh lùng, Nhìn thì có vẻ chấn tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng, đơn giản là nàng thấy đối phương đến từ phiêu miểu tiên môn. Nếu là 20 năm trước, khi nàng đang còn ở đại lục tiên vân, nàng sẽ xem thường tất cả đệ tử của đại lục tiên vân. Khi đó phiêu miểu tiên môn ngoài Nguyệt Thanh Nhã, căn bản không có ai là đối thủ của nàng, dù gặp mặt những cao thủ đời trước của phiêu miểu tiên môn, nàng vẫn có thể ung dung bỏ đi. Nhưng bây giờ không phải là 20 năm trước, chỗ này lại không phải là đại lục tiên vân, công lực của dạ ngọc mị bây giờ cũng không còn được như 20 năm trước. Không, nếu nói một cách nghiêm khắc thì nàng bây giờ chẳng có công lực gì, dù là một người bình thường cũng có thể chém chết nàng, lại càng không cần phải nói đến nữ đệ tử của phiêu miểu tiên môn, là một nữ đệ tử có tu vi kim đan kỳ. Lúc này cô gáo áo trắng cũng nhìn dạ ngọc mị, vẻ mặt có chút kỳ quái, hình như có chút hưng phấn, cũng có chút mê hoặc, còn mang theo chút đùa cợt. Phiêu miểu tiên môn chỉ phái một mình ngươi đến sao? Dạ Ngọc Nhị cuối cùng cũng mở miệng. Thật ra nàng nên vui sướng, vì điều này có nghĩa là nàng có phương pháp quay về. Nhưng bây giờ nàng ở vào trạng thái tù hãm, điều này làm nàng thật sự khó thể nào vui sướng cho được. Nếu bây giờ nàng chết đi, dù có biện pháp trở về thì làm được gì? Ngươi, ngươi thật sự là Dạ Ngọc Nhị. Cô gái áo trắng cuối cùng cũng mở miệng, giống như cảm thấy khó mà tin được. Thế nào? Bây giờ người của phiêu miểu tiên môn cũng không nhận ra ta sao? dạ ngọc mị lạnh lùng nói khóe miệng của cô gái áo trắng lộ ra nụ cười đùa cợt dạ ngọc mị hai mươi năm qua đi ngươi cho rằng còn có mấy người nhớ rõ một yêu nữ ma môn như ngươi đừng nói là ngươi dù là nguyệt sư tỷ cũng hầu như đã rơi vào quên lãng nếu không phải chúng ta đi tìm nguyệt sư tỷ ta cũng sẽ không biết ngươi ngươi chẳng qua chỉ là một ma nữ cuối cùng mà thôi không phải là nguyệt sư tỷ ai sẽ quan tâm đến sống chết của ngươi vẻ mặt dạ ngọc mị chợt biến đổi một tâm tình bất an chợt lan tràn. Cô gái áo trắng khẽ cười, nàng có vẻ đắc ý. Dạ Ngọc Nghị, người đã rời khỏi Đại Lục Tiên Vân được 20 năm rồi phải không? Chắc chắn người không biết chuyện gì đã xảy ra. Người cho rằng, sau khi ngươi không biết đã đưa Nguyệt Sư Tỷ đến địa phương nào, chúng ta sẽ bỏ qua cho ma môn các ngươi. Ngày xưa ma môn các ngươi có thể sinh tồn vì phiêu miểu tiên môn chúng ta không gây chiến mà thôi, nhưng hành động của ngươi đã chính thức đẩy nhật nguyệt tiên môn đến đường chết. Phiêu Miểu Tiên môn các ngươi đã làm cái gì?" Dạ Ngọc Nghị cắn răng hỏi, dù nàng không có cảm tình sâu với môn phái kia, nhưng dù sao nàng cũng từng coi nó là nhà mình. "Dạ Ngọc Nghị, người chắc hẳn vẫn nhớ rõ, Nguyệt sư tỷ chính là một đệ tử xuất sắc nhất của Phiêu Miểu Tiên môn vài ngàn năm qua, nàng ta là tương lai của cả Phiêu Miểu Tiên môn, nhưng nàng ấy lại bị hủy trong tay ngươi. Tương lai của Phiêu Miểu Tiên môn coi như đã bị hủy trên tay Ma Môn, vậy Ma Môn sao có tương lai?" Cô gái áo trắng dùng giọng bình thường nói, ánh mắt nhìn dạ ngọc mị cũng dần trở nên lạnh băng. Chờ sau khi ta giết ngươi, như vậy nhật nguyệt tiên môn sẽ biến mất khỏi thế gian này. Vẻ mặt dạ ngọc mị chợt tái nhợt, nàng cuối cùng cũng hiểu, năm xưa mình và Nguyệt Thanh nhã cùng biến mất, điều này mang đến tai họa cho nhật nguyệt tiên môn, vài ngàn đệ tử của nhật nguyệt tiên môn bị phiêu miểu tiên môn giết sạch, không còn một mống. Phiêu miểu tiên môn thật sự thủ đoạn độc ác. Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi ngay, thực tế nếu ngươi phối hợp với ta, như vậy ta sẽ suy xét giữ lại một mạng cho ngươi. Cô gái áo trắng dùng giọng lạnh lùng hơn nói. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được Nguyệt Sư tỷ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cởi bỏ cấm chế, nói cho ta biết thế nào để về Đại Lục Tiên Vân, ta sẽ nói cho ngươi biết Nguyệt Thanh Nhã đang ở đâu. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Cấm chế của ngươi. Cô gái áo trắng chợt nở nụ cười lạnh. Dạ Ngọc Nghị, Ta đang định hỏi ngươi, thế giới này không thích hợp tu luyện, sao có người mạnh hơn được ngươi? Người kia không phải là người trước kia cùng đi với ngươi sao? Năm xưa ngoài Nguyệt sư tỷ thì còn ai đi cùng ngươi đến thế giới này? Cởi bỏ cấm chế, đưa ta về Đại Lục Tiên Vân, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết nên đi đâu để tìm Nguyệt Thanh Nhã, nếu không các ngươi cứ chậm rãi đi mà tìm. Dạ Ngọc Nghị không trả lời vấn đề của cô gái áo trắng, chỉ nói ra điều kiện cụ thể của mình. Dạ Ngọc Nghị cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Cô gái áo trắng dùng giọng lạnh băng nói, nàng lật cổ tay, một thanh đoạn kiếm dài ba tắc chợt xuất hiện. Người chỉ có hai lựa chọn, một là nói, hai là chết. Một luồng sát khí từ trên người cô gái áo trắng bùng ra, lúc này thanh kiếm trong lòng bàn tay của nàng cũng rời khỏi lòng bàn tay và bay ra rừng trên không chung, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra. Trong không khí có một hương vị khắc nghiệt, dạ ngọc Nghị vẫn đứng ngạo nghế, dù mất đi công lực nhưng nhìn qua thì thấy nàng giống như không e ngại cô gái áo trắng kia. Ta có một vấn đề." Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt coi thường nhìn cô gái áo trắng. Nói, cô gái áo trắng lên tiếng. Phiêu Miểu Tiên môn vì Nguyệt Thanh Nhã mà không tiếc giết sạch Nhật Nguyệt Tiên môn, 20 năm qua Phiêu Miểu Tiên môn cũng không bỏ qua cơ hội tìm tung tích của Nguyệt Thanh Nhã, bây giờ các người cũng tìm được đến đây. Theo lý thì Phiêu Miểu Tiên môn không thể nào chỉ phái ra hai người đến đây. Ta dám nói trên thế giới này có ít nhất là vài chục đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn. Theo ta được biết, ở thành phố Nhạc Nam này có hai người Phiêu Miểu Tiên môn, vì vậy ta rất kỳ quái, vì sao ngươi tìm được ta mà không liên lạc với người khác mà một mình đưa ta đến đây? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái áo trắng. Nếu ta đoán không sai, ngươi cũng không muốn người khác biết vị trí của Nguyệt Thanh Nhã phải không? Chương 1321, đổi tên là eo nhỏ đi nhé. Nghe được câu trả lời của Dạ Ngọc Mị, cô gái áo trắng dùng giọng cười đùa trào phúng nói. Dạ Ngọc Nghị, chẳng lẽ trên thế giới thiếu linh khí này đã làm cho đầu óc của ngươi bị thoái hóa sao? Một vấn đề đơn giản như vậy mà còn hỏi, tất nhiên ta hy vọng tìm được Nguyệt sư tỷ, như vậy ta sẽ được tưởng thưởng nhiều thứ, điều này có gì không bình thường. Chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là tưởng thưởng như vậy. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Dạ Ngọc Nghị, người chỉ là tù nhân của ta ngươi không có tư cách hỏi nhiều như vậy cô gái áo trắng có chút tức giận cuối cùng ta cảnh cáo ngươi nếu không muốn chết thì lập tức nói rõ nguyệt sư tỷ đang ở đâu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của đối phương dạ ngọc mị trợt mỉm cười tâm tư thay đổi khá nhanh nàng chợt có ý ngươi thật sự muốn biết nguyệt thanh nhã ở đâu sao tốt lắm ta sẽ cho ngươi biết nói mau cô gái áo trắng nói muốn tìm nguyệt thanh nhã thì ngươi phải tìm được một người đàn ông tên là hạ thiên hắn biết nguyệt thanh nhã ở chỗ nào dạ ngọc mỹ nói ra từng chữ nếu nàng đã không còn hy vọng chạy thoát như vậy chỉ có thể tiếp tục kéo tên hạ thiên xuống nước hạ thiên sao cô gái áo trắng cười lạnh lùng nói chính là tên đàn ông hạ cấm chế lên ngươi cô sao không sai dạ ngọc mỹ khó nói được vài lời thật chờ ngươi tìm được hắn có thể tìm đến nguyệt thanh nhã hắn và Nguyệt Sư Tỷ có quan hệ gì? Cô gái áo trắng nhìn chầm chầm vào dạ ngọc mị, giống như muốn nhìn thấu nội tâm. Người đi đến mà hỏi Nguyệt Thanh Nhã. Dạ ngọc mị thản nhiên nói, không biết vì sao nàng lại không nói ra quan hệ giữa Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã. Rất tốt, vậy thì ngươi đi chết đi. Cô gái áo trắng chợt lật tay, thanh đoản kiếm phóng về phía cuống họng của dạ ngọc mị. Dạ ngọc mị không tránh né, căn bản nàng cũng không tránh, cái phi kiếm nho nhỏ này nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ xuyên thủng cuống họng của mình, mà nàng sẽ trở thành một bộ tử thi giống như bốn năm người ở thành phố Nhạc Nam bị phi kiếm xuyên qua cuống họng. Tử vong đến quá đột nhiên, điều này làm cho dạ ngọc mị không có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng rất bình tĩnh, thậm chí còn sinh ra cảm giác giải thoát. Nàng thật sự không quá nhung nhớ thế giới này, thậm chí còn xem thế giới này là ác mộng. Phi kiếm đến gần, dạ ngọc mị nhắm mắt, nàng giống như nghe thấy tiếng kêu gọi, có người gọi nàng là tiểu mị, có kẻ gọi nàng là mị di, có người gọi là bánh bao lớn. Trong đầu nàng cũng tự giác hiện ra hình bóng vài người, là Nguyệt Thanh Nhã đã từng là chị em của nàng, có Tống Ngọc Mị luôn tôn kính nàng, còn có tên khốn kiếp Hạ Thiên. Không đúng, sao mình lại nghĩ đến tên khốn nạn kia? Dạ Ngọc Mị cảm thấy khó tưởng, nàng cuối cùng biết mình còn ràng buộc với thế giới này, nhưng nàng tin, ràng buộc này tuyệt đối không có tên khốn nạn Hạ Thiên kia. Nhưng ngay sau đó Dạ Ngọc Mị đã có phản ứng, nàng nghe thấy tiếng kêu bánh bao lớn, mà cũng không phải tiếng kêu hư vô. Nàng thật sự nghe thấy tiếng kêu như vậy, nói cách khác, cũng không phải vì nàng nhớ đến Hạ Thiên, mà là vì tên khốn kia thật sự ở bên cạnh nàng. Bánh bao lớn, thật sự là không muốn cứu chị. Âm thanh của Hạ Thiên truyền vào trong tai Dạ Ngọc Mị, mà Dạ Ngọc Mị cũng đột nhiên phát hiện cơ thể mình chợt nhẹ, vòng eo mảnh lại bị một cánh tay có lực ôm lấy, sau đó nàng còn nghe thấy tiếng cảm thán bánh bao lớn, eo chị quá mảnh, chị nên gọi là eo mảnh thì hay hơn. Dạ Ngọc Nghị hận không thể bóp chết tên khốn nạn này, kiếm khí của người phiêu miểu tiên môn còn đang đuổi theo, hắn còn có tâm ý đùa giỡn. Dù dạ Ngọc Nghị đã bị phong bế công lực nhưng vẫn hiểu rõ tình huống hiện tại, khi thanh phi kiếm của cô gái áo trắng thuộc phiêu miểu tiên môn sắp xuyên thủng cuống họng thì hạ thiên ôm nàng lách đi. Nhưng phi kiếm cũng không dừng lại mà tiếp tục bám theo như hình với bóng, lúc này dù là nàng hay hạ thiên thì cũng ở vào trong trạng thái nguy hiểm. Hạ Thiên nhanh chóng đạp phiêu miểu bộ để né tránh sự truy kích của phi kiếm, nhưng dù tốc độ của hắn có nhanh thế nào, dù phiêu miểu bộ có tinh diệu ra sao, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của thanh phi kiếm kia. Phiêu miểu bộ, người là ai? Cô gái áo trắng chợt rung tay, nàng thu hồi phi kiếm, đồng thời quát lên. Nói nhảm, tất nhiên tôi là đàn ông. Hạ Thiên lười biếng nói, vài phút trước hắn đã đến đây, sau đó ẩn nấp ở gần đó, khi biết cô gái áo trắng muốn giết dạ Ngọc Mị thì hắn mới ra tay cứu giúp. Đến lúc này hắn rốt cuộc không hiểu, mình không nỡ để dạ Ngọc Mị chết đi hay vì thần tiên tỷ tỷ, chính hắn cũng không rõ ràng điều này. Chính vì hắn đã đến đây sớm vài phút, vì vậy mà dạ Ngọc Mị và cô gái áo trắng đối thoại với nhau, căn bản đều được hắn nghe thấy. Lúc đó hắn phát hiện sự việc có chút không ổn, phiêu miểu tiên môn hình như có rất nhiều người đến đây, cô gái áo trắng này chỉ là một trong số đó mà thôi. Khi hắn và cô gái áo trắng kia giao thủ thì càng cảm thấy phiền, vì hắn phát hiện công lực của đối phương không thua kém gì mình, vì vậy muốn xử lý nàng ta cũng khó khăn. Thì ra ngươi là Hạ Thiên. Cô gái áo trắng chợt hiểu ra vấn đề. Mình quả nhiên không giống người thường. Hạ Thiên lại bắt đầu tự kỷ. Ngươi và Nguyệt Sư Tỷ có quan hệ thế nào? Sao ngươi biết phiêu miểu bộ? Cô gái áo trắng quát hỏi. Cô muốn biết sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu. Cô là ai? Ta là Hoàng Tĩnh Di, Nguyệt Thanh Nhã là sư tỷ của ta, ta đến đây là vì tìm Nguyệt sư tỷ. Cô gái áo trắng chợt dùng giọng hòa hoãn nói: "Nếu ngươi biết Nguyệt sư tỷ ở đâu, làm phiền nói cho ta biết, ta sẽ cảm tạ ngươi." "À, Nguyệt sư tỷ để tôi cho các người biết, không cần tìm, mau về nhà đi." Hạ Thiên lười biếng nói: "Chị ấy sống ở đây rất tốt, cũng không cùng các người quay về." Dù Nguyệt sư tỷ không muốn về ta cũng muốn gặp. Hoàng Tĩnh Di cười một tiếng. Kính xin ngươi nói cho ta biết Nguyệt Sư Tỷ đang ở đâu. Như vậy sao, ta sẽ suy xét. Hạ Thiên tỏ ra chăm chú. Ta cũng cho ngươi đủ thời gian để suy xét. Hoàng Tĩnh Di cười nhạt một tiếng. Trước hừng đông cho ta đáp án là được. Vẻ mặt Hạ Thiên dần trở nên âm trầm, 10 phút sau khôi phục lại như thường, sau đó hắn khó khăn đưa ra quyết định. Được rồi, tôi nói cho cô biết, chị ấy đang ở một nơi gọi là Rome, nơi đó có một ngọn núi tên là F, chị ấy đang ở trên đó. Cách xa nơi này không? Cô gái áo trắng tên là Hoàng Tĩnh Di chợt hỏi. Không quá xa, một hai ngày là có thể đến. Hạ Thiên tỏ ra thành thật. Trừ các ngươi ra, có ai biết Nguyệt Sư Tỷ ở đó nữa không? Hoàng Tĩnh Di trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi. Không có, chỉ chúng ta biết rõ mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Rất tốt, Hoàng Tĩnh Di chợt nở nụ cười quỷ dị, sau đó cổ tay run lên, phi kiếm lại bắn về phía Hạ Thiên. Các người có thể đi chết được rồi. Hạ Thiên ôm Dạ Ngọc Mỹ nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng hắn vẫn không thể nào thoát khỏi sự đeo bám của phi kiếm. Mà lúc này Hoàng Tĩnh Di cũng bay lên, chợt vỗ bàn tay trắng nõn về phía trước. Khoảnh khắc này Hạ Thiên chợt cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Hắn hiểu người phụ nữ tên là Hoàng Tĩnh Di này trước đó còn ẩn giấu thực lực, thực lực thật sự của nàng rõ ràng còn mạnh hơn eo nhỏ, chúng ta chạy thôi. Hạ thiên ôm dạ ngọc mị bay lên không, sau đó phóng về phương xa. Muốn chạy sao, không dễ dàng vậy đâu. Hoàng tính gì cười lạnh một tiếng, nàng cũng bay lên phóng theo hạ thiên và dạ ngọc mị, phi kiếm vẫn bám theo như hình với bóng, chăm chú đuổi theo hạ thiên không tha, chỉ cần có hơi chậm là sẽ bị xuyên thủng ngay. Một tình huống truy đuổi được triển khai, thân pháp của Hoàng tính gì cũng giống như hạ thiên, đều xuất phát từ phiêu miểu tiên môn, không có sự khác nhau. Vì vậy lúc này bọn họ truy đuổi chẳng khác nào tỉ thí công lực ai mạnh hơn, cuối cùng kẻ mạnh sẽ chiếm ưu thế. Vài phút sau Hoàng Tĩnh Di cuối cùng cũng bộc lộ ưu thế, khoảng cách giữa nàng và Hạ Thiên ngày càng gần, hơn nữa nàng vừa truy đuổi vừa điều khiển phi kiếm tấn công Hạ Thiên. Tuy Hạ Thiên còn phải ôm người nhưng nếu so sánh thì rõ ràng Hoàng Tĩnh Di mạnh hơn hẳn. Eo nhỏ, mặc kệ chị, chị tự giải quyết đi. Khi đang phi hành, Hạ Thiên chợt nói một câu, sau đó ném dạ ngọc mị xuống dưới, nàng lập tức rơi xuống như diều đứt dây. "Ngươi thật sự cam lòng buông tay rồi à?" Hoàng Tĩnh Di cười lạnh một tiếng, động tác cũng không chậm, tiếp tục đuổi theo Hạ Thiên. Nhưng lúc này phi kiếm lại chuyển hướng, rõ ràng nàng không muốn buông tha cho dạ ngọc mị. "Tôi ghét nhất là phụ nữ đuổi theo, tôi chỉ thích đuổi theo mỹ nữ mà thôi." Hạ Thiên chợt dừng lại, Hắn nhanh chóng xoay người đánh về phía Hoàng Tĩnh Di, bóng trưởng đầy trời. Không biết tự lượng sức, khóe miệng Hoàng Tĩnh Di lộ ra nụ cười khinh thường, Ngọc Trưởng cũng nhanh chóng nghênh đón. Âm, âm, bốn trưởng va vào nhau phát ra những âm thanh trầm đục đầy trời, những con sóng nhiệt bùng ra bốn phía. Hạ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn bay ra phía sau vài chục trưởng, sau đó mới miễn cưỡng dừng lại ổn định. Hoàng Tĩnh Di lại đứng yên không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh Nàng bổ nhào về phía Hạ Thiên, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng lúc này hơn 10 sợi tơ hắc sắc chợt bay vụt về phía Hoàng Tĩnh Di, trong đó có 4 sợi quấn lấy tứ chi của Hoàng Tĩnh Di, những sợi tơ còn lại thì tấn công vào những vị trí yếu hại. Chương 1322, hèn hạ như vậy. Có câu nói kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mỹ cuối cùng cũng lần đầu tiên hợp tác với nhau. Hạ Thiên thấy dạ ngọc mị này tuy rất đáng ăn đòn nhưng dù thế nào thì cũng nên dựa theo lời của thần tiên tỷ tỷ, cuối cùng hắn phải lấy nàng làm vợ. Xét theo phương hướng chiến lược, lâu dài, bọn họ cuối cùng sẽ là một nhà, vì vậy vấn đề giữa bọn họ xem như chỉ là mâu thuẫn gia đình. Nhưng người phụ nữ hoàng tính gì này thì khác, nàng không những muốn giết hắn, còn muốn đưa thần tiên tỷ tỷ đi, đây là chuyện mà hắn không cho phép, thật sự là kẻ địch phá hoại hạnh phúc gia đình của hắn, phải xử lý ngay. Hạ Thiên vừa ôm vào eo của dạ Ngọc Mị thì đã âm thầm đưa chân khí vào để giải khai cấm chế, để nàng khôi phục công lực. Hắn cảm thấy lúc này mình nên bỏ qua mâu thuẫn nội bộ, cùng chống kẻ thù bên ngoài. Khi thấy dạ Ngọc Mị phối hợp như vậy, Hạ Thiên cũng rất vui, eo nhỏ này xem ra cũng không ngốc. Khi dạ Ngọc Mị bị Hạ Thiên ném ra, nàng biết hắn muốn làm thứ gì đó, mà dù nàng bây giờ vẫn còn rất căm hận hắn, nhưng nàng cũng hiểu tạm thời nên hợp tác với hắn. Vì nàng hiểu, Ít nhất hắn sẽ không giết nàng, vì giữ lại núi sẽ không sợ hết củi đốt, chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ luôn có cơ hội tìm báo thủ với Hạ Thiên. Nhưng nàng càng hiểu, Hoàng Tĩnh Di đến từ phiêu miểu tiên môn này thật sự muốn lấy mạng của mình, tình huống lúc này nàng lại không phải là đối thủ của Hoàng Tĩnh Di, như vậy nên hợp tác với Hạ Thiên. Dù là muốn làm gì thì sống sót mới là điều kiện tiên quyết nhất, nếu chết đi thì chẳng thể làm được gì nữa. Vì vậy Dạ Ngọc Nghị dù là vì tương lai quay về Đại Lục Tiên Vân hay tìm cơ hội báo thù Hạ Thiên, bây giờ điều quan trọng là sống sót. Dù không nói rõ nhưng lúc này Dạ Ngọc Nghị thật sự phối hợp với Hạ Thiên phát động tấn công với Hoàng Tĩnh Di, có Dạ Ngọc Nghị gia nhập cuộc chiến thì tình hình sẽ nhanh chóng biến hóa. Không thể nghi ngờ Hoàng Tĩnh Di chính là một đệ tử kiệt xuất của Phiêu Miểu Tiên môn, nhưng thực tế tu vi của nàng so với Hạ Thiên cũng không chênh lệch quá rõ ràng. Nàng và hắn đều là tu vi Kim Đan kỳ nếu kim đan kỳ chia làm ba giai đoạn thì Hạ Thiên mới tiến vào kim đan kỳ mà Hoàng Tĩnh Di đã sắp đột phá kim đan hậu kỳ. Nhưng Hạ Thiên thật sự thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến và cả kỹ xảo chiến đấu, đừng tưởng hắn từ nhỏ đã chiến đấu cùng ba vị sư phụ, sau khi xuống núi cũng liên tục đánh người, nhưng thực tế lại rất ít khi gặp cao thủ thật sự. Nói cách khác thì hắn rất ít khi gặp được cao thủ thật sự, nói cách khác, hắn thiếu kinh nghiệm giao chiến với cao thủ. Khi hắn học được nghịch thiên đệ ngũ châm, tu vi lên đến kim đan kỳ, hầu như chưa từng giao thủ với cao thủ cấp bậc này, mặt khác Nguyệt Thanh Nhã cũng không dạy hắn kỹ xảo ở cấp độ này, dù sao thì nơi đây cũng không có người tu tiên khác, Nguyệt Thanh Nhã rất khó ngờ Hạ Thiên còn gặp được đối thủ. Hoàng tính gì có xuất thân từ phiêu miểu tiên môn, phương diện này mạnh hơn Hạ Thiên rất nhiều. Cao thủ giao chiến, tu vi bản thân là mấu chốt, nhưng nếu cả hai đều có sự cân bằng về tu vi, như vậy kỹ xảo chiến đấu sẽ là thứ quan trọng. Bây giờ Hạ Thiên không những có tu vi yếu hơn Hoàng Tĩnh Di, mà kỹ xảo thực chiến cũng thua xa, tất nhiên hắn khó thể nào tránh khỏi rơi xuống Hạ Phong trong trận chiến này. Khi có dạ ngọc nghị thì tình huống chợt biến đổi, nếu nói về kỹ xảo thực chiến thì nàng còn am hiểu hơn cả Hoàng Tĩnh Di, nhưng chẳng qua bây giờ công lực của nàng không đủ mà thôi. Vì kim đan bị hao tổn, trong người nàng còn bị thương, vì vậy mà 20 năm trước nàng là kim đan hậu kỳ, nhưng bây giờ thật sự còn khó thi triển được tu vi kim đan sơ kỳ nhưng nàng còn những sợi tơ hắc sắc, thứ này vẫn có thể mang đến uy hiếp rất lớn cho Hoàng Tĩnh Di. Hoàng Tĩnh Di trước đó đã dùng phi kiếm đuổi giết dạ Ngọc Nghị, lúc này thanh phi kiếm vẫn tấn công dạ Ngọc Nghị, nhưng điều làm cho Hạ Thiên ngạc nhiên chính là dạ Ngọc Nghị chỉ cần dùng một sợi tơ đã cuốn lấy thanh phi kiếm, thanh phi kiếm kia không đuổi nàng mà quay sang đuổi theo sợi tơ kia. Điều càng làm cho Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái chính là sợi tơ hắc sắc kia đã nhiều lần bị phi kiếm đánh chúng nhưng lại không có vấn đề gì xảy ra. Hạ Thiên cũng không nhớ đến lớp quần áo đặc thù của dạ Ngọc Nghị, Ngân Trâm cũng không thể đâm vào, vì thế hắn bắt đầu ý thức được trên người nàng có bảo vật. Dù là bộ quần áo hay những sợi tơ hắc sắc kia đều có tính chất cực kỳ đặc biệt, đủ để ngăn cản phi kiếm hùng mạnh. Có một câu nói thế này, quen thuộc anh nhất không phải là bạn của anh, mà kẻ địch của anh, những lời này cũng rất đúng. Dạ Ngọc Nghị đều cực kỳ quen thuộc công pháp kiếm kỹ của phiêu miểu tiên môn, đây cũng chính là điểm mạnh của nàng, vì thế nàng tấn công vào những điểm chí mạng của Hoàng Tĩnh Di, mỗi sợ tơ đều chí mạng. Dạ Ngọc Mị, trước tiên ta giết ngươi trước. Hoàng Tĩnh Di nói với giọng điệu tức giật, nàng đã ý thức được sự uy hiếp của dạ Ngọc Mị với mình, vì thế không thể không đặt trọng tâm lên người dạ Ngọc Mị. Lúc này Ngọc Trường tung bay, Hoàng Tĩnh Di nhanh chóng đánh ra vài chục trường về phía hơn 10 sợi tơ đen. Những luồng trường phong hùng mạnh thuận lợi vỗ vào xua tan những sợi tơ hắc sắc, nhưng lúc này những sợi tơ cũng biểu hiện tính chất kinh người, bọn chúng uốn éo quỷ dị, sau đó vẫn theo quỹ thích cũ, phóng về phía Hoàng Tĩnh Di. Yêu nữ chết tiệt, Hoàng Tĩnh Di thầm mắng một câu, nàng cuối cùng cũng hiểu, 20 năm trước dạ Ngọc Mị từng làm mưa làm gió ở Đại Lục Tiên Vân thật sự khó lường. Dù bây giờ công lực của đối phương giảm sút rất nhiều, còn xa không bằng nàng, nhưng những sợi tơ hắc sắc của đối phương vẫn có lực công kích cực mạnh. Bàn tay trắng nõn lại đánh ra bóng trưởng đầy trời, Hoàng Tĩnh Di đánh ra 10 trường, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Dưới tấn công của dạ Ngọc Mị, Hoàng Tĩnh Di không thể không lui, điều này làm cho nàng thật sự căm tức. Nhưng điều làm cho nàng căm tức lúc này chính là ở phía sau bùng lên một luồng khí tức mạnh mẽ, đồng thời còn một âm thanh vang lên. Này, còn có ta. Không có bất kỳ điều gì quá sức tưởng tượng, Hạ Thiên cũng không có gì bất ngờ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để đến sau lưng Hoàng Tĩnh Di, hầu như dùng hết sức lực tung ra một trường kinh thiên một trưởng mãnh liệt trên không trung bùng ra những âm thanh ầm ầm một luồng trưởng phong khó tưởng ào về phía hoàng tĩnh di có thể nghiền nát nàng ra bất cứ khi nào tuy căm tức nhưng hoàng tĩnh di lại không kinh hoàng nàng phát hiện dù công lực của hạ thiên rất cao nhưng công kích quá đơn giản không có uy hiếp gì quá lớn với nàng chỉ một trường đơn giản như của hắn nàng căn bản không cần né tránh dù sao công lực của nàng càng mạnh hơn so với hắn trực tiếp chống lại một trường là được hoàng tĩnh di nghĩ như vậy Nàng cũng làm như vậy, nàng lật tay, một trường chuẩn bị bùng ra, công lực tụ lại trong lòng bàn tay, tất cả nhanh chóng ùa lên. Ầm, um, hai trường va chạm vào nhau, cũng không có bất ngờ nào xảy ra, rất nhiều chân khí bùng lên, Hoàng Tĩnh Di tiếp tục chiếm thượng phong, cơ thể không chút lung lay, Hạ Thiên thì bị đánh bay. Tình huống nhìn có vẻ nằm trong dự đoán của Hoàng Tĩnh Di, nhưng khi nàng cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến chút cảm giác đau đớn, nàng biết rõ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ một cảm giác đau đớn nhỏ đã làm cho trong cơ thể của Hoàng Tĩnh Di có thêm một luồng chân khí nóng lạnh rất quỷ dị, chân khí này không mạnh nhưng giống như có lực phá hoại rất lớn, nhanh chóng chạy qua lại trong kinh mạch của nàng, trắng trợn phá hoại. "Eo nhỏ, mau tấn công, cô ta bị thương rồi." Hạ Thiên lúc này gào lên, sau đó lại đánh về phía Hoàng Tĩnh Di. Hèn hạn, phụt. Hoàng Tĩnh Di dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng chợt há miệng phun ra một ngụm máu tươi cơ thể bay ra xa, nàng muốn chạy trốn. Dạ Ngọc Mị không khỏi sướng sờ, nhưng động tác của nàng có hơi chậm, mười sợ tơ hắc sắc phóng về phía Hoàng Tĩnh Di, cô ý muốn chặn đối phương lại, nhưng vẫn chậm một bước, Hoàng Tĩnh Di đã chạy xa vài trăm thước chỉ trong khoảnh khắc. Hạ Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo Hoàng Tĩnh Di, nhưng chỉ chưa chạy theo được một ngàn mét thì hắn biết mình căn bản khó đuổi kịp. Sao cậu có thể đánh cô ta bị thương? Khi thấy Hạ Thiên quay về thì dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi, với năng lực của nàng, căn bản không biết rõ vì sao Hạ Thiên có thể làm cho Hoàng Tính gì ói máu cho được. À, đơn giản thôi, khi đối trưởng thì thuận tay đâm cho một châm. Hạ Thiên hời hợt nói. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên 10 giây, sau đó cắn răng nói. Thì ra dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Này, sao lại gọi là hèn hạ? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn dạ Ngọc Mị. Người phụ nữ kia dùng phi kiếm, cô dùng sợi tơ, các người đều dùng vũ khí, tôi không có vũ khí sao? Đó không phải là vũ khí, mà là ám khí." Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. "Tôi là một thầy thuốc, ngân châm là vũ khí của tôi." Hạ Thiên dùng giọng hào hùng nói. Dạ Ngọc Mị há hốc miệng, nàng thật sự không thể nào phản bác, nhưng trong lòng nàng hiểu, tên khốn kia tương đối hèn hạ, ban đầu hắn dùng thủ đoạn hèn hạ để khống chế nàng, sau đó còn khinh nhường nàng. Này, eo nhỏ, cho hỏi, chị không muốn chết phải không? Hạ Thiên lúc này hỏi. Cậu muốn chết không? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Tất nhiên là không. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Cậu còn chưa muốn chết, tôi cũng không muốn chết. Dạ Ngọc Mị cắn răng nói. À, nếu tôi chết đi, chẳng lẽ chị muốn tự tử theo sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dạ Ngọc Mị. Này eo nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi biết rõ, chị yêu tôi. Nhưng đáng tiếc là bây giờ tôi còn chưa thích chị, trừ khi chị cho tôi đánh đòn, nếu không tôi sẽ chẳng thích chị. Chương 1323, cùng nhau xử lý những tên kia. Dạ Ngọc Nghị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng chạy vội về phía thần sơn, rõ ràng nàng căn bản không muốn cùng nói nhảm với hắn. Nếu không phải bây giờ nàng có cùng đối thủ với hắn, nàng nhất định sẽ trực tiếp tra tấn tên khốn này 7 ngày 7 đêm, sau đó ném vào hồ nguyệt lạc cho chết đuối đã không thể nào làm cho tên khốn kia chết đuối, thôi thì nhắm mắt làm ngơ, Dạ Ngọc Mị quyết định đến Thần Sơn tìm biện pháp quay về. Chỉ cần nàng về được Đại Lục Tiên Vân, nàng sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề, sau đó nàng quay lại tính sổ tên khốn này cũng không muộn. Còn đám người Phiêu Miểu Tiên môn, nàng thấy tuy bây giờ mình không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng nàng muốn tránh né bọn họ cũng không quá khó khăn. Đáng tiếc là Dạ Ngọc Mị nhanh chóng phát hiện, có lẽ vì nàng tránh né Phiêu Miểu Tiên môn không khó nhưng muốn tránh né tên khốn hạ thiên thì lại rất khó, vì lúc này hắn đã chặn đường đi của nàng. Này, đừng nói tôi không cảnh cáo chị, tôi có động chút chân tay lên người chị, nếu chị cứ đi như vậy, chắc chắn sẽ chết. Hạ thiên cũng không tiếp tục ra tay với dạ ngọc mị, hắn chỉ lười biếng nói một câu như vậy. Cậu! Dạ ngọc mị dùng ánh mắt hung hăng nhìn hạ thiên. Hèn hạ! Tôi vừa rồi đã nói rõ, đó không phải là hèn hạ, tôi chỉ sử dụng chút quyền lợi dùng vũ khí mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi là thầy thuốc, không những dùng ngân châm làm vũ khí, đồng thời tất cả những thứ gì có liên quan đến y thuật đều là vũ khí của tôi, ví dụ như độc dược. À, tôi không phải nói đã hạ độc cô, tất nhiên rồi, tôi cũng chưa nói hạ độc không hạ độc cô, tôi chỉ muốn nói tôi là đệ nhất thần y, vũ khí của tôi rất nhiều, cũng không phải chỉ là độc dược thôi đâu. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, vài chục giây sau nàng mới bỏ tính toán bỏ di, nàng tin tên khốn kia thật sự có động tay vào người mình, nếu không sao có thể đơn giản cởi bỏ cấm chế như vậy. Eo nhỏ, chúng ta thương lượng một chuyện. Hạ Thiên mở miệng nói. Cậu có thể đổi cách xưng hô được không? Dạ Ngọc Nghị cắn răng nói, tên khốn này trước đó gọi nàng là bánh bao lớn, bây giờ lại là eo nhỏ, thật sự muốn coi nàng là món đồ chơi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn dạ Ngọc Nghị. Chị cảm thấy cái tên eo nhỏ không tốt sao? Tôi thấy rất hay, Eo của chị thật sự rất nhỏ, ôm rất thoải mái. Cậu câm miệng cho tôi. Dạ Ngọc Mỹ cuối cùng cũng phẫn nộ quát. Tôi thật sự rất muốn câm miệng, nhưng tôi còn chưa học được cách nói bằng bụng. À, cái gọi là nói chuyện bằng bụng chính là dùng bụng để nói, bây giờ tôi chỉ có thể dùng miệng mà thôi, vì thế nếu im đi thì khác nào câm. Hạ Thiên nói nhảm một tràng, sau đó hắn đi vào chính đề. Được rồi, tôi sẽ không gọi chị là eo nhỏ nữa, sau này sẽ gọi là em chân dài. Dạ Ngọc Nghị cảm thấy cuống họng hơi ngọt, thiếu chút nữa đã bị tên khốn Hạ Thiên làm cho tức ói máu. Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn là tức giận, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thương thế của nàng ngày càng nặng, mỗi lần ra tay đều nặng thêm. Nơi đây thiếu linh khí, nàng hầu như cũng không có cách nào hấp thu linh khí để chữa trị cho mình, vì thế chỉ miễn cưỡng dùng công lực áp chế. Em chân dài, chúng ta nên thương lượng chính sự, chúng ta cùng nhau tìm và xử lý giám người phiêu miểu tiên môn, thế nào? Hạ Thiên lần này coi như đi vào chính đề, sự hùng mạnh của Hoàng Tĩnh Di làm hắn ý thức được, nếu người của Phiêu Miểu Tiên môn đến đây rất nhiều, hắn muốn đánh bại bọn họ là rất khó, nếu có người giúp thì quá hay. "Sao cậu không để cho Nguyệt Thanh Nhã giúp mình?" Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. "Hoàng Tĩnh Di này mạnh hơn cậu, nhưng không phải là đối thủ của Nguyệt Thanh Nhã." "Này, cô cho là tôi ngốc lắm sao?" Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Cô ta là sư muội của thần tiên tỷ tỷ, vì vậy thần tiên tỷ tỷ sẽ không giết chết cô ta. Tuy thần tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ không cùng đám người bọn họ quay về, nhưng thần tiên tỷ tỷ tám phần sẽ thả bọn họ về Đại Lục Tiên Vân, như vậy nếu bên kia phái đến vài tên mạnh hơn, thần tiên tỷ tỷ đánh không lại thì làm sao? Lo lắng của Hạ Thiên cũng không phải dư thừa, thần tiên tỷ tỷ nói tuy hắn là thiên tài, nàng cũng là thiên tài nhưng tuổi của bọn họ cũng còn chưa lớn, thời gian tu luyện chưa lâu. Ngược lại ở đại lục tiên vân có không ít những người tu luyện vài trăm năm, thậm chí còn có những lão quái vật vài ngàn năm, bọn họ tương đối mạnh, bây giờ hắn không phải là đối thủ của bọn họ, nếu đám quái vật kia muốn đến cướp thần tiên tỷ tỷ, như vậy thì phiền phức lớn. Tóm lại Hạ Thiên thấy chuyện này không thể để cho thần tiên tỷ tỷ biết đến, hắn nên lén xử lý đám người phiêu miểu tiên môn này, sau đó tìm ra con đường đi thông giữa hai thế giới, hủy diệt đi, để bên kia không ai đến được nữa, như vậy sẽ không ai đến cướp thần tiên tỷ tỷ của hắn. Nhưng chỉ là một hoàng tính gì cũng đã khó xử lý, hơn nữa nghe Dạ Ngọc Mị và hoàng tính gì trước đó đối thoại với nhau, lần này phiêu miểu tiên môn đến vài chục mạng, nếu muốn xử lý hết cũng không dễ. Hạ Thiên cần sự trợ giúp, cần một người hiểu về phiêu miểu tiên môn đến giúp đỡ, thực tế trên thế giới này chỉ có hai người như vậy, một là thần tiên tỷ tỷ, một người khác là Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên không thể tìm thần tiên tỷ tỷ hỗ trợ vì vậy chỉ có thể là dạ ngọc nghị cậu cảm thấy tôi sẽ giúp sao dạ ngọc nghị dùng ánh mắt đùa cợt nhìn hạ thiên tên khốn kia có ý nghĩa quá kỳ lạ tất nhiên chị sẽ giúp hạ thiên tỏ ra chuyên chú nếu chị không giúp tôi chị sẽ chết nếu chị giúp sẽ tìm được nhiều chỗ tốt tuy chị ngực lớn tôi vẫn cho rằng chị rất thông minh chị sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy cậu cho rằng dùng cái chết để uy hiếp tôi là có hiệu quả sao dạ ngọc mị dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hạ thiên nếu tôi chết đi nguyệt thanh nhã sẽ rời bỏ cậu như vậy tôi sẽ tình nguyện chết vì nếu nguyệt thanh nhã bỏ đi nửa đời sau của cậu sống không bằng chết được rồi không phải chị là phụ nữ tôi cảm thấy chị yêu thần tiên tỷ tỷ nếu không sao lại hận thần tiên tỷ tỷ theo đuổi thần tiên tỷ tỷ như vậy hạ thiên có chút buồn bực vài phút trước người phụ nữ chết tiệt kia còn sợ chết bây giờ lại không sợ nữa đúng là buồn cười nhưng không sao Hắn còn có biện pháp, hôm nay hắn không phải muốn làm cho người phụ nữ này nghe lời, tuy Thần Tiên tỷ tỷ ép hắn phải tìm cách lấy nàng làm vợ, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình như vậy. Vì Thần Tiên tỷ tỷ, hắn cần phải dùng tất cả thủ đoạn. Hạ Thiên lấy ra một bình thuốc trên người, hắn quơ quơ trước mặt Dạ Ngọc Mị. "Này em chân dài, biết đây là hàng gì không? Muốn dùng độc dược uy hiếp tôi sao?" Dạ Ngọc Mị dùng giọng khinh thường nói. "Không phải là độc dược" mà là xuân dược hạ thiên nghiêm trang nói đúng rồi quên chưa nói cho chị biết trước kia chị chuyển rất nhiều âm hỏa vào người vợ quỷ keo kiệt của tôi sau đó tôi hấp thu âm hỏa đó để mở cấm chế của chính chị cuối cùng lại dùng xuân dược này để nhanh chóng tiêu hóa âm hỏa kia này chị biết đàn ông ăn xuân dược này sẽ trở nên thế nào không vô sỉ dạ ngọc nghị dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hạ thiên lại nói ra hai chữ lạnh như băng em chân dài chị đừng lo Tôi chưa từng dùng, xuân dược này, nếu tôi có ý nghĩ với chị như vậy cũng không xài xuân dược." Hạ Thiên an ủi một câu. "Thật ra xuân dược này dùng cho chị thì hay hơn." Hai mắt Dạ Ngọc Mị chợt phóng hỏa nhưng sau đó lại hóa thành băng, nàng muốn dùng băng hỏa này đốt Hạ Thiên chết cháy. Hạ Thiên không quan tâm, hắn tiếp tục an ủi Dạ Ngọc Mị. "Em chân dài, chị đừng lo, xuân dược này rất đặc biệt, đàn ông dùng thì sẽ biến thành dã thú, dù là gì cũng nhảy đến làm loạn." Nhưng nếu là phụ nữ sử dụng thì dương khí bùng lên sẽ biến thành đàn ông. Tuy trong người của chị có không ít âm hỏa, nhưng chỉ cần tôi phối dược đủ liều, căn bản biến chị thành đàn ông cũng không khó. Dạ Ngọc Nghị vẫn không nói gì, nàng biết rõ Hạ Thiên đang uy hiếp mình, nhưng nàng không thỏa hiệp như vậy. Thật ra rồi cảm thấy như vậy khá lãng phí, như vậy một người phụ nữ xinh đẹp sẽ biến thành đàn ông, đây không phải làm phí của trời sao? Hạ Thiên tiếp tục nói, vì vậy tôi nghĩ rằng trước tiên nên điều phối chút dược liệu để chị ngoan ngoãn phục tùng mỗi ngày sẽ ăn bánh bao lớn ôm eo nhỏ sờ sờ chân dài sau đó tôi sẽ bán chị đi kiếm chút tiền lời ôi những năm này kiếm tiền không dễ chị xinh đẹp như vậy sẽ rất lời một buổi tiếp vài chục khách cũng không khó cậu nói đủ chưa dạ ngọc nghị cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa nàng cuối cùng phát hiện tên khốn kia biết mình sợ cái gì không phải sợ chết mà sợ bị đám phàm nhân ti tiện làm cho ô uế. Đối với nàng thì thương tổn trên cơ thể không là vấn đề, nhưng nàng không thể nào chịu được tra tấn tinh thần, vì nàng là một người cao ngạo từ trong khung, nàng không thể nào chịu được sự đùa bỡn của đám phàm nhân, nếu sự việc đó phát sinh, nàng thật sự sống không bằng chết. Tất nhiên còn chưa đủ, tôi còn chưa nói xong. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là để cho chị ăn hai loại xuân dược. Đợi đến khi kiếm đủ tiền sẽ biến cô thành đàn ông, như vậy tôi có chút đáng tiếc, à, có lẽ tôi sẽ kiếm vài cô cho chị. Muốn tôi giúp cũng được, nhưng sau này tên khốn cậu nên cách xa tôi ra một chút. Dạ Ngọc Nghị cuối cùng cũng thỏa hiệp, kỹ thuật của tên khốn Hạ Thiên làm nàng rất kiên kỵ, vì nàng đã chịu thiệt nhiều lần rồi. Chương 1324, cùng làm việc. Em chân dài, hợp tác là phải cùng nhau đi chung, sao lại cách xa chị ra? Nếu tôi đi cách xa chị, sợ rằng chị sẽ bị đám người kia giết chết, chẳng phải sẽ chẳng giúp tôi được nữa sao?" Hạ Thiên lại lắc đầu. "Vì vậy chúng ta nên tiếp tục ở cùng một chỗ, chỉ như vậy chúng ta mới có thể xử lý được bọn họ." Khi thấy bộ dạng rất tức giận của Dạ Ngọc Nghị, Hạ Thiên liền nói một câu. "Này, em chân dài, trước tiên dựa vào lời của chị, nếu chị đồng ý giúp tôi thì có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như tôi có thể chữa tốt thương thế cho chị." cậu tình nguyện chữa kim đan hao tổn cho tôi dạ ngọc mị hỏi ngược lại tuy giọng điệu vẫn lạnh băng nhưng rõ ràng vẫn có chút bất ngờ điều này nếu chị nghe lời tôi sẽ xem xét hạ thiên cười hì hì nói bây giờ hắn cũng không có dự định chữa chị kim đan cho dạ ngọc mị tình huống vết thương trên người chị cũng không phải chỉ là kim đan hao tổn ngoài ra còn có vài vết thương cũ mới trong người à bây giờ tình huống khá nghiêm trọng mặt khác âm hỏa trong người chị cũng còn chưa hoàn toàn giải quyết hết tuy vài tháng trước đã chuyển khá nhiều âm hỏa lên người vợ quỷ keo kiệt của tôi nhưng bây giờ âm hỏa trong người chị vẫn liên tục xuất hiện nó có ảnh hưởng rất lớn đến chị em chân dài tôi nói đúng không dạ ngọc mị không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận xem như chấp nhận lời nói của hạ thiên thực tế nàng phủ nhận cũng vô dụng vì với công lực và y thuật của hạ thiên hắn đã thấy rõ tình huống của nàng Trước tiên tôi có thể chữa trị tốt vết thương cho chị, nếu chị tiếp tục có biểu hiện tốt, tôi sẽ giải quyết vấn đề âm hỏa, còn chuyện kim đan hao tổn, phải chờ đến khi đám người phiêu miểu tiên môn bị xử lý hết đã." Hạ Thiên nói ra điều kiện của mình. Cậu cần phải giữ lời. Dạ Ngọc Nghị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, điều kiện này thật sự làm cho nàng động lòng. Thật ra cũng không phải chữa trị kim đan, mà vấn đề giải quyết âm hỏa vì nếu về đại lục tiên vân thì nàng có thể mượn linh khí nồng đậm để tu luyện chữa trị kim đan, còn âm hỏa thì nàng vô pháp giải quyết, trừ khi tìm một người đàn ông để song tu, nếu không thì khó thể làm gì được. Tôi rất giữ lời. Hạ thiên chợt vung tay chụp lấy tay dạ ngọc mị. Đi thôi, chúng ta đổi địa điểm, tôi sẽ giúp chị chữa trị vết thương, chỗ này không nên dừng lại quá lâu, hoàng tĩnh di kia sẽ đi tìm sự trợ giúp. Hạ thiên đưa hạ thiên chạy theo hướng mà hoàng tĩnh di vừa bỏ chạy, 10 phút sau hắn đến một mái nhà lớn. Bây giờ là 3 giờ sáng, tòa nhà này rất an tính, không có ai quấy dày, là địa điểm tốt để Hạ Thiên thi châm. Hạ Thiên lấy ngân châm đâm vào người dạ ngọc nghị, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, dù công lực của hắn bây giờ đã mạnh lên vẫn không thể đâm xuyên y phục của nàng. Này, em chân dài, chỉ có thể cởi quần áo ra không? Hạ Thiên bất mãn. Tôi không đâm vào được, sao chị thương? Cậu nói cho tôi biết đâm vào chỗ nào đi tất nhiên dạ Ngọc Mỹ không cởi ra, đối với nàng thì bộ quần áo này chính là bảo vật đáng tin. Được rồi, Hạ Thiên cũng không so đo, dù sao lúc này hắn cũng thật sự chữa thương cho dạ Ngọc Mỹ, không để cho nàng có được chút lợi ích thì sẽ không thật lòng giúp hắn. Hơn nữa hắn bây giờ cần dạ Ngọc Mỹ lợi hại hơn, tất nhiên cũng không quá lợi hại, tóm lại bây giờ giúp nàng chữa thương là giúp chính mình. Hạ Thiên nói ra vị trí huyệt, sau đó hắn chưa thấy dạ Ngọc Mỹ làm gì, hắn phát hiện có thể đâm châm vào chỗ đó hạ thiên vừa chữa thương cho dạ ngọc mị vừa suy xét một vấn đề đó là quần áo của người phụ nữ chết tiệt này có liên quan gì đến áo bào trắng của thần tiên tỷ tỷ hay không đến bây giờ hắn vẫn còn chưa thể nào cởi được quần áo của thần tiên tỷ tỷ mà quần áo của dạ ngọc mị thì tương đối kỳ quái tuy hắn không cố gắng cởi ra lần nào nhưng hắn có một dự cảm đó là muốn cởi cũng không dễ dàng gì tình hình vết thương của dạ ngọc mị là không nhẹ Đặc biệt là có vài vết thương đã tồn tại hơn 20 năm, hơn nữa còn là nội thương. Hơn nữa trong người nàng còn có âm hỏa và chân khí rối loạn, vì thế muốn chữa hết cũng không dễ dàng gì. Tất nhiên nếu trực tiếp dùng đệ tứ châm để tẩy tủy thì có thể chữa tốt tất cả, nhưng Hạ Thiên không muốn cho Dạ Ngọc Nghị một điểm tốt như vậy, vì thế hắn dùng một phương thức bình thường để chữa thương cho nàng, vì vậy mà thời gian tương đối lâu, nửa giờ vẫn chưa hết. Mãi đến 4 giờ sáng thì Hạ Thiên mới thu hồi ngân châm rồi thở dài một hơi. Được rồi, em chân dài, tôi không những chữa tốt cho chị, cũng thuận tiện áp chế âm hỏa, bây giờ ngoài kim đan chưa chữa trị, tất cả phương diện khác đều không có vấn đề. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Hoàng Tĩnh Di sao? Dạ Ngọc Nghị vẫn lạnh lùng, nhưng nàng biết Hạ Thiên không gạt mình, bây giờ tình huống cơ thể của nàng là tốt nhất từ khi đến nơi này. Tuy nàng còn chưa phục hồi tu vi trước kia, nhưng dù đối mặt với Hoàng Tĩnh Di, nàng cũng không phải không có phần thắng. Trước tiên về khách sạn, tôi còn nhiều thứ trong khách sạn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói: "À, Hoàng Tĩnh Di kia đến khách sạn bắt chị, rõ ràng đã theo dõi chúng ta, bây giờ có lẽ đã đưa người trợ giúp đến đó tìm chúng ta rồi. Nếu cô ta có người giúp, chúng ta tốt nhất trốn xa ra, nếu không dù hai ta liên thủ cũng khó thể xử lý một trong số đó." Dạ Ngọc Mị vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu đã có ý thương lược, nàng cũng muốn đuổi giết đám người phiêu miểu tiên môn kia, vì bọn họ muốn giết nàng, đồng thời nàng muốn biết đường về ở đâu. Không có vấn đề, đánh không lại thì chạy. Hạ Thiên cũng không quan tâm, đánh không lại thì chạy, trước đó Hoàng Tĩnh Di đã có lúc hành động một mình, sau này chắc chắn cũng sẽ có lúc như vậy. Dù bây giờ đã hơn 4 giờ sáng nhưng khách sạn Hồ Nguyệt Lạc vẫn không thể an tĩnh, thực tế bây giờ lại rất ẩm ý, trước cổng luôn có xe cảnh sát, thậm chí có cả cảnh sát cơ động. Lúc này trong khách sạn có không ít người ồn ào, hình như không có ai đến trấn an các vị khách. Hai giờ trước chỗ này sinh ra vụ nổ mạnh, ngạc nhiên chính là vụ nổi phát sinh ở phòng không người, nhưng gian phòng giữa hai phòng bị nổ có một cô gái bị chết. Nghe nói trong phòng còn có một khách nữ, nhưng bây giờ nàng cũng mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, bây giờ cũng không biết rõ sống chết. Điền Bác Phong và các thành viên tổ trọng án đều có mặt, nhưng bây giờ cũng không phải do bọn họ phụ trách, là do đội khủng bố tiếp nhận. Điều này làm cho Điền Bác Phong cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng là lệnh cấp trên, cũng không còn cách nào khác. Tất nhiên Điền Bác Phong cũng không rời đi, lý do hắn ở lại chính là Hạ Thiên và Hào Phỉ Phỉ đều ở đây, đó là lý do để hắn quan tâm, dù là Điền Hạo cũng không biết nói gì, chỉ có thể để tùy ý cho Điền Bác Phong ở lại. Tuy tổ khủng bố đã kết luận sự việc liên quan đến nổ bom và thuốc phiện, nói cô gái kia chỉ bị ngộ thương, nhưng Điền Bác Phong biết rõ, chẳng có ngộ thương gì cả, cũng không có liên quan đến thuốc việt, đối phương chỉ muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Bây giờ điều cần lo lắng nhất chính là Hào Phỉ Phỉ và Hạ Thiên không thấy đâu, chẳng lẽ bọn họ đã bị giết? Hạ Thiên lúc này cũng không biết có người lo lắng cho vấn đề an toàn của mình, hắn vừa về đến khách sạn, dù bây giờ đã bị nổ bom phá hoại nhưng hắn vẫn đi về phòng mình không tiếng động. Hoàng Tĩnh gì kia không đưa người đến đây, đúng là kỳ quái, chẳng lẽ không tìm trợ giúp? Hạ Thiên lầm bầm, có người trong nhà vệ sinh. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, à, tôi biết, đó là Hào Phỉ Phỉ. Hạ Thiên hời hợt nói một câu, sau đó nói vào toilet. Này, đi ra đi. Cửa phòng mở ra, người đi ra là Hào Phỉ Phỉ. Hào Phỉ Phỉ nhìn có vẻ không có vấn đề, nhưng vẻ mặt căng thẳng, khi thấy Hạ Thiên thì chấn định hơn. Cô trốn ở đây làm gì? Hạ Thiên kỳ quái hỏi. Tổ trưởng Hạ, tôi đến tìm anh, phát hiện anh không có ở đây, tôi gọi điện thoại cho anh, phát hiện anh không mang theo điện thoại, vì vậy tôi không dám về phòng mình, cũng không dám ra ngoài vì sợ bị ám sát. Tôi thấy hành lý của anh vẫn ở đây, vì vậy nghĩ rằng anh sẽ quay lại, vì thế mới trốn ở đây chờ anh về. Hào phỉ phỉ nhanh chóng giải thích. Sau vụ nổ cô luôn trốn ở đây sao? Hạ Thiên lại hỏi. À, tôi luôn ở đây, có người đến đây gọi nhưng tôi không lên tiếng, cũng may không ai vào, vì vậy không ai phát hiện ra tôi. Hào phỉ phỉ khẽ gật đầu. Hạ thiên nhìn dạ Ngọc Nghị. Xem ra hoàng tính gì kia thật sự chưa đến đây, nếu không sẽ phát hiện ra Hào phỉ phỉ và bắt đi rồi. Cô ấy không đến đây cũng là bình thường, có lẽ có mưu đồ khác, cũng không nói hành tung của chúng ta cho người khác biết nhanh như vậy. Dạ Ngọc Nghị thản nhiên nói. mươi 1325 không kẻ nào được bỏ đi. Như vậy chúng ta cần phải chủ động đi tìm người. Hạ Thiên có chút khó chịu, một địa phương lớn như thế này, muốn tìm một người cũng không dễ dàng gì. Đặc biệt là một người phụ nữ có thể bay, chỉ có quỷ mới biết nàng đang ở đâu, sợ rằng căn bản không ở khách sạn. Có nhiều cảnh sát giúp đỡ, cậu còn lo lắng cái gì? Dạ Ngọc Mị nói mang theo vài phần hương vị châm chọc. Tôi cũng không tin tưởng vào năng lực của đám cảnh sát này. Hạ Thiên ngáp một cái. Nhưng cũng được, để cho bọn họ đi tìm. Tôi ở đây cũng không còn quen ai. Tổ trưởng Hạ, chuyện Thẩm Vân, anh còn muốn? Hào Phỉ Phỉ lúc này cẩn thận hỏi một câu. Hạ Thiên nghĩ như vậy mà cảm thấy không xong, hắn nên nói thế nào với Liễu Vân anh đây? Hắn đã hứa với Liễu Vân anh sẽ đưa Thẩm Vân an toàn quay về, bây giờ nếu hắn nói Thẩm Vân đã chết, như vậy rõ ràng là thất hứa, còn mặt mũi nữa sao? Hừ, đám khốn kiếp dám cho mình mất mặt, đến khi anh tìm được, anh dâm cho vài châm để cho chúng mày biết tay." Hạ Thiên thì thào nói, nếu không biết tin tức gì về Hoàng Tĩnh Di, hắn tạm thời cũng không tìm được nàng, vì vậy trước tiên nên giải quyết chuyện này trước. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đi đến lấy hành lý của mình, hắn xách ba lô đi ra ngoài. Đi thôi, đến cục cảnh sát. Hạ Thiên muốn đến cục công an chính là muốn để cho cảnh sát hỗ trợ tìm người, còn phương diện khác, Hạ Thiên muốn thẩm vấn hai nữ cảnh sát trước đó từng muốn bắt thẩm Vân và Hào Phỉ Phỉ. Với trình độ thẩm vấn của hắn, muốn tìm ra hung thủ là không khó. Vài phút sau ở lầu một khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, Điền Bác Phong lấy điện thoại ra bấm số của Hào Phỉ Phỉ, hắn chợt phát hiện số điện thoại luôn báo tắt máy kia đã gọi thông, nhưng không đợi Hào Phỉ Phỉ nhận điện thoại thì hắn đã tắt máy, vì hắn thấy Hạ Thiên và Hào Phỉ Phỉ từ trong thang máy đi ra. Tổ trưởng Hạ, trưởng Khoa Hào. Điền Bác Phong tiến lên nghênh đón, vẻ mặt vui sướng. Các người không sao, đúng là quá tốt nói nhảm tất nhiên tôi sẽ không sao hạ thiên lười biếng nói tôi đang muốn tìm các anh cục công an các anh có người biết vẽ chân dung chứ trước kia hạ thiên từng vì tìm kiếm mộc hàm mà đã mượn người vẽ chân dung bây giờ hắn muốn thực hiện lại có tất nhiên là có điên bác phong vội vàng gật đầu sau đó nhịn không được nói tổ trưởng hạ vẽ cho ai tất nhiên là vẽ hung thủ chẳng lẽ tôi vẽ anh Hạ Thiên tức giận nói: "Điên bác phong chợt ngẩn ngơ, sau đó liền vui vẻ. Tổ trưởng Hạ, anh biết bộ dạng hung thủ ra sao rồi à?" "Đúng vậy, tôi vừa đánh một trận với cô ta vào tối nay, nhưng cô ta rất lợi hại, tuy tôi đã đánh cô ta bị thương nhưng vẫn chạy mất." Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Dạ Ngọc Nghị chợt có cảm xúc muốn đánh cho Hạ Thiên một trận, nhưng nàng suy xét lại và cảm thấy đối phương cũng không nói dối, Hoàng Tĩnh Di thật sự bị tên khốn này đánh bị thương. Hào phỉ phỉ cũng ngẩn ngơ, Hạ Thiên vừa rồi không thấy đâu, thì ra truy tìm hung thủ kia. Điên Bác Phong có chút hưng phấn, lại có chút bội phục, không hổ danh là người thượng cấp phái xuống, chưa đến một ngày đã biết hung thủ là ai. Đi, đến cục công an, tôi còn phải thẩm vấn hai nữ cảnh sát ngu ngốc, dám đến gài bom nổ chết người tôi bảo vệ, đúng là không biết sống chết. Hạ Thiên nhớ đến việc này mà cảm thấy mất vui, hắn tuy không bảo vệ thẩm vân, nhưng dù thế nào thì ai giết nàng cũng là gây khó cho hắn điên bác phong chợt cảm thấy kỳ quái hắn có chút do dự sau đó không khỏi hỏi tổ trưởng hạ hai nữ cảnh sát mà anh nói có phải là hai người phụ nữ giả làm cảnh sát tập kích trưởng khoa hào và cô gái tên là thẩm vân kia đúng vậy là bọn họ hạ thiên gật đầu thuận tiện hỏi thêm bọn họ đang ở cục công an phải không có nhưng điên bác phong có chút do dự Tổ trưởng điền, có gì cứ nói thẳng, có gì sao? Hào phỉ phỉ cảm thấy sự việc không đúng. Tổ trưởng hạ, trưởng khoa hào, hai người bọn họ, trước đó vài giờ đã tự sát ở cục công an. Điền bác phong cuối cùng cũng mở miệng. Cái gì? Vẻ mặt hào phỉ phỉ chợt biến đổi. Các người giữ người thế nào mà cho đối phương tự sát? Trường khoa hào, tôi cũng không rõ ràng lắm, nơi đó cũng không phải do tội phụ trách, cũng không phải thủ hạ của tôi giữ bọn họ biên bác phong lộ ra nụ cười khổ. Xem ra thẩm vân nói không sai, trong cảnh sát quả nhiên có đồng lõa. Hào phỉ phỉ có chút tức giận. Biên bác phong tiếp tục cười khổ, hắn cũng không nói thêm điều gì, rõ ràng bây giờ hắn cũng hiểu rõ thêm vài vấn đề. Tôi chỉ biết là đám cảnh sát không đáng tin. Hạ Thiên rất mất vui, hai nữ cảnh sát kia đã chết, hắn không còn đối tượng thẩm vấn, vì vậy muốn tìm được đối tượng muốn bắt cóc thẩm vân thì sợ rằng có phiền phức nếu cảm thấy cảnh sát không đáng tin thì cũng đừng đến tìm cảnh sát bên cạnh vang lên một câu rõ ràng là tên cảnh sát nào đó tỏ vẻ bất mãn với hạ thiên anh vốn không muốn tìm đám cảnh sát ngốc nghếch các chú hạ thiên trừng mắt nhìn tên cảnh sát kia hắn tức giận nói tâm tình của hắn không tốt tên khốn kia còn muốn chọc vào mày mắng ai hả mắng ai ngu tên cảnh sát kia nổi giận nửa đêm bị dựng dậy đi làm việc đã bực bội bây giờ bị mắng thì càng bực hơn không riêng gì tên cảnh sát này khó chịu đám cảnh sát nghe hạ thiên nói đều khó chịu thậm chí ngay cả đám cảnh sát tổ trọng án của điền bác phong cũng cảm thấy bức bối vì câu nói của hạ thiên thật sự mắng tất cả cảnh sát người cùng nha đừng làm tổn thương hòa khí điền bác phong tuy cảm thấy bức bối như vẫn ra sức hòa giải anh và các chú không phải người một nhà hạ thiên tức giận nói anh thấy các chú chỉ biết gây phiền có chút chuyện cũng làm không ra hồn chê chúng tôi không làm tốt vậy tự làm đi nữ cảnh sát duy nhất trong đội trọng án là vương hà cũng nhịn không được phải nói một câu dù nàng biết rõ lai lịch của hạ thiên là không nhỏ nhưng nàng cũng không nhịn được mày là ai lớn lối nhỉ tên cảnh sát kia càng cãi hăng muốn tiến lên đánh hạ thiên cút đừng làm phiền anh hạ thiên lấy điện thoại ra bắt đầu gọi đi anh quyết định không cần đám các chú làm việc tự anh tìm người. Điền Bác Phong cũng nhanh chóng chặn tên cảnh sát muốn đánh Hạ Thiên, khẽ nói một câu vào tai đối phương, cuối cùng cũng không dám xông lên. Nhưng lúc này đám cảnh sát đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Thiên, rõ ràng không còn chút hảo cảm nào. Hạ Thiên bấm điện thoại cho Mộc Hàm, dù là giữa đêm, hắn không muốn quấy rầy giấc ngủ của vợ, nhưng hắn không tin năng lực của đám cảnh sát này, vì vậy muốn vợ phái đến vài người giúp làm việc. Chồng, có gì xảy ra? điện thoại vừa nối thông thì mộc hàm dùng giọng lo lắng hỏi lúc này nàng nhận được điện thoại của hạ thiên không lo lắng cũng không được vợ không có gì tôi thiếu chút nhân thủ hạ thiên nhanh chóng nói nhanh chóng điều cho tôi một cánh quân đặc trùng đến tôi muốn phá hủy một khách sạn đúng rồi lúc này vợ đang ở cục an ninh quốc gia tuy đám người kia không lợi hại nhưng còn tốt hơn đám cảnh sát tôi cần bọn họ đi tìm người à nhớ tìm người vẽ chân dung đến chồng bên kia có chuyện gì xảy ra nói cho tôi biết mộc hàm vội hỏi hạ thiên cũng không giấu hắn nhanh chóng nói tình hình bên này trước mặt mộc hàm cũng không cần che giấu được rồi chồng tôi sẽ sắp xếp tốt cậu chờ một lát lâu nhất là nửa giờ sau sẽ có người đến mộc hàm nhanh chóng nói sau đó cúp điện thoại khi thấy hạ thiên thu điện thoại điền bác phong không nhịn được phải hỏi tổ trưởng hạ chúng ta còn quay về cục công an sao không hạ thiên lười biếng nói tôi không cần đám cảnh sát các anh giúp đỡ nữa tổ trưởng nếu đã như vậy thì chúng ta nên về chưa nữ cảnh sát vương hà dùng giọng bất mãn nói không được ai về hạ thiên lên tiếng tất cả đám người trong và ngoài khách sạn này đều không cho phép bỏ đi anh nói không là không sao vương hà rất tức giận anh cũng không phải là thủ trưởng của tôi vương hà nói xong thì hùng hổ đi ra Hạ Thiên tung một đá, Vương Hà kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra, không thể đứng lên. "Cần ăn đòn." Hạ Thiên tức giận nói. Bốn phía chợt yên tĩnh, ai cũng không ngờ Hạ Thiên sẽ ra tay. "Không được quá mức, cũng có tên trong tổ trọng án không nhịn được." Hạ Thiên lại tung một đá, đạp đối phương ngã xuống, căn bản không nói nhảm. "Hừ, cảnh sát tỉnh xuống thì giỏi sao?" Tên cảnh sát trước đó cãi nhau với Hạ Thiên cũng lớn tiếng nói hạ thiên tung ra một trường cách không đối phương kêu thảm và ngã xuống nằm bất động đừng nói anh không cảnh cáo bây giờ tâm tình của anh không tốt các chú tốt nhất nên phối hợp nếu không đừng trách anh cho ăn đòn hạ thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói dù là người trong hay ngoài khách sạn đều đứng yên tại chỗ không được bỏ đi mày là ai con mẹ mày có tư cách gì chúng tao muốn đi làm đếch gì được đi con bà nó đi cho tao Vài trăm tên cùng kêu la, một số người chuẩn bị lao ra khỏi giới tuyến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1325.